Thầy xin chào tất cả các bạn và toàn thể các em. Chào mừng tất cả các bạn và các em đã đến với buổi học toán lớp 10 của chúng ta ngày hôm nay. Các em thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục ôn tập giữa kỳ 2 với thầy các em nhé. Hôm nay sẽ là buổi số 2. Và các em thân mến, hôm nay thì thầy sẽ hướng dẫn cả lớp cái làm các cái bài tập tiêu biểu quan trọng nhất trong cái phần ôn giữa kỳ 2 này. Hôm nay chủ yếu chúng ta sẽ học cái phần hình cho thầy nhé đặc trưng là cái phần hình này nhiều bạn thì chúng ta vẫn còn hơi yếu đúng không và làm vẫn hơi chậm. Bởi vậy hôm nay thầy sẽ giúp chúng ta làm từ từ chi tiết từng bước một. Hôm nay chúng ta sẽ cùng thầy làm giống như kiểu làm tự luận ấy đó. Còn hôm hôm hôm, hôm buổi số một thì mình đã làm cẩn thận cái phần trắc nghiệm rồi đó và trong phần đó thì thầy đã cho chúng ta đầy đủ các câu hỏi liên quan đến cái phần đại số rồi đúng không? đó. Hôm nay là chúng ta phải ôn cái phần hình làm sao cho nó ổn cho thầy nữa thì là xong. OK, đồng ý không? đó và phần này nếu các em tập trung để ý vào thì nó cũng không khó đâu thực ra thì phần hình này của mình chủ yếu là phần là tọa độ phương pháp tọa độ trong mặt phẳng đúng không đó đấy thế nhưng mà nhiều bạn thì chưa chắc đã làm được thành thạo đâu nhiều bạn không nhớ mà đấy thế nên phần này là mới nên ta phải để ý rồi bắt đầu bài giảng của thầy đang được phát trực tiếp trên uh, 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 tuyển sinh bảy học trực tuyến đó, đồng thời đang phát trên cả YouTube nữa. Các em nhớ chia sẻ bài giảng này về nhé. Đó. Và để ôn uh, và tắp các bạn bè của mình vào đấy. Học theo các bài của thầy là kiểu gì cũng sẽ điểm cao, cố gắng lên. Đó. Rồi sẵn sàng nhá. Nào Rồi xin mời Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với bài tập đầu tiên à, Các bài này thì thầy sẽ uh, Ghi đề lên bảng nhé Đó. Cái lớp sẽ cùng nhìn sang đây cho thầy nào, <laughs> Bài số 1 bắt đầu Đấy, Các bài này thầy sẽ tự cho Đó, Các em sẽ cùng suy nghĩ trả lời nhé à, Cho các vector sau Cho vector U Bằng à, 2 lần vector Y Cộng 3 lần vector Z Cho vector V được chưa nhỉ? Đó. 4 lần vector j được chưa? Trừ đi 5 lần vector y. Rồi, ok. Xong, câu A. Câu A. Tính u cộng v u trừ v. Rồi, ok. Câu B. Tính u nhân v. Cái quen quen nhỉ? Đó. Cái này u trừ v thôi, cái này phải 2u trừ v đi cho nó khó hẳn đi. Rồi, chỗ này Uh, u nhân v tích vô hướng đó c tính cốt của góc tạo bởi hai vectơ uv đó được chưa nhỉ có hiểu không nhỉ đó và cuối cùng là câu d tìm tìm vectơ a tìm vectơ a thỏa mãn tìm vectơ a thỏa mãn 3 lần vectơ a được chưa nhỉ cộng 4 lần vector u trừ vector v được chưa bằng vector không rồi đấy ờ, thầy sẽ bổ sung thêm một câu nữa câu này vui hơn này đó e đó là tính cái gì đấy nhỉ độ lớn của vector u cộng v rồi đây, đây là một số cái ý tiêu biểu nhất mà các em hay gặp. Kể cả trắc nghiệm với tự luận kiểu gì các em vẫn phải biết làm thôi. Cái hình này không khoanh bừa được, đúng không? Đó. Thế phần này thầy sẽ hướng dẫn cả lớp làm rất là từ từ cẩn thận. Ôn bài nào ta cuốn chiếu gọn bài đó nhé. Và qua mỗi bài này thầy sẽ tổng kết kiến thức cho cả lớp. Bây giờ các em th tập thử tự làm trước đi, xem có làm được không. Đấy. Mấy câu đầu có vẻ dễ thôi, bắt đầu câu so cái là chưa chắc đã làm được đâu. Đó. Nào, ta bắt đầu luôn. Bắt đầu luôn. Đấy, những câu hỏi rất tiêu biểu, quen thuộc nhé. Ừ đầu tiên đây là bài toán về vectơ đang học về hình nhá, hình tọa độ đầu tiên cả lớp phải làm rõ được vectơ u là gì vectơ v là gì xong thì cộng trừ nhân chia cái gì tính sau thì ở đây kem biết là mỗi một vectơ u thì được biểu diễn là bằng a lần nó là sự tổ hợp của hai vectơ i đó là a lần vectơ i e, cộng b lần vectơ j e, đúng không và ta chỉ cần viết hai cái hệ số đó là ab thôi i ta bỏ đi mỗi một vector thì nó là khi sự tổ hợp của a lần vector này cộng b lần vector kia cho nó easy là hai vector đơn vị trên hai chục đúng không nói ngắn gọn chỗ này chính là mấy nhỉ hai mấy nhỉ hai ba đúng không đó hai ba còn cái dưới là bao nhiêu hai ba còn cái dưới là bao nhiêu cái dưới bạn nào đọc là bốn trừ năm là sai nghe các em quay chừng cái dưới người ta lừa lừa các em đi đấy kể cả trắc nghiệm người ta hay lừa chỗ này đó là em phải nhớ là y trước z sau à như vậy phải là bao nhiêu nhỉ phải là trừ năm trước cơ trừ 5, 4, coi chừng Nếu chỗ này mà sai thì chuyện gì xảy ra? Chỗ này mà sai thì chuyện gì xảy ra? Thì tất cả sai hết, không cần chấm nữa Một điểm, không điểm luôn ấy, chứ chưa cần một điểm đâu Chỉ cần sai chỗ này thôi là coi như là đứt hết Không cần phải chấm chiếc gì nữa Tại vì sai từ cơ bản, sai từ cơ bản là chết Đấy, lưu ý, phải là trừ 5, 4 mới là chuẩn Thầy dặn dò chỗ nào là mai thi nó thành thật đấy Thầy nói thật, được chưa? Thầy chưa bao giờ nói sai đâu, coi chừng Rồi, đấy là cái đầu tiên Rồi, bây giờ nhá, chúng ta sẽ vào câu A trước các em nhớ là phải để theo hàng dọc Để hàng dọc nó dễ cộng trừ hơn là để hàng ngang Thầy dặn rồi, để hàng dọc Tính vector ấy, có đúng không? Ngày xưa học lớp 1, lớp 2 các cô rất hay bảo các em là Cộng trừ theo hàng dọc, tính nó dễ hơn Đấy bây giờ U cộng V nhé, nào U cộng V quá dễ Hoành cộng hoành tung cộng tung là xong rồi gì? Như vậy chúng ta tính ra bao nhiêu nhỉ? Cộng như lớp 1 nhỉ? Cháu thầy lo làm được rồi đây 2 trừ 5 là Âm 3, âm 3 mấy? Âm 3, 7 Chuẩn chưa? Rồi, thế còn hai u trừ V hai u trừ v nó có trả lời được không nào bắt đầu trừ nhá bây giờ cả lớp nhìn thầy viết một tí này thầy sẽ viết hai u ra đây nhá bạn nào nhẩm được nhanh càng tốt còn nếu không thì viết từ từ ra đây được hai u thì nhân hai vào trong thôi như vậy là bốn sáu sau đó kem em sẽ trừ đi v v ở dưới thì vẫn thế vẫn là âm năm bốn sau đó kem em trừ V ấy, cho nhau đấy Nói chung là đề người ta hỏi mấy mấy trừ bao nhiêu mà em không nhẩm được nhanh ý Em cứ đặt cột dọc ra giống như thầy rồi em cộng trừ nó dễ hơn nhiều Đấy, kinh nghiệm là như thế. Được chưa? Với bao nhiêu? Cả lớp tính ra bao nhiêu? Đấy, 2U trừ V đấy, trừ đi. 4 trừ trừ 5, thế là 9 đúng không? Ừ. 6 trừ đi 4, còn 2. Rồi, thầy tính đúng chưa? Tính cho nó đã chuẩn đi nhá, nhớ chưa? Rồi, ok, chốt xong. Bây giờ sang câu B. Đấy, không thể sai được. Với những cái chỗ thầy đã chỉ cho đây rồi, không thể nào sai được. Câu B. Tích vô hướng. Tích vô hướng thì dễ thôi. Hoành nhân hoành cộng tung nhân tung, hoành nhân hoành cộng tung nhân tung, cứ thế mà làm như vậy là hai nhân với trừ năm, rồi cộng với ba nhân bốn là bao nhiêu đây? Trừ mười cộng mười hai thì là ra tận hai đó, ra có hai. Tích vô hướng là một con số đúng không? Ừ. Tích vô hướng là một con số, nó đúng chưa cả lớp? Đúng chưa? Đó. Rồi, hiểu không? Nào rồi đấy là hết câu b, câu c à, tính cốt của uv, cốt của góc tạo bởi uv của lớp ghi, cốt của góc tạo bởi uv, cốt thì được tính bằng gì ấy nhỉ? À, tích vô hướng chia cho gì? tích vô hướng chia tích độ dài, là chốt kiến thức đi ghi vào vở luôn. tích vô hướng chia tích độ dài, rồi ok thay số này, tích vô hướng vừa tính xong, tích vô hướng vừa tính xong đây rồi hai tích độ dài. Các em nhìn đến bảng, thầy tính luôn cho em cái tích độ dài này ra đây nhé. Tích độ dài là trị tuyệt đối gì? Trị tuyệt đối U. Căn bậc 2 của hai bình cộng 3 bình đúng không? Hoành độ bình cộng tung độ bình là căn mấy nhỉ? Bao nhiêu? Căn của 10, 13, 9 cộng 43. Tiếp tục, độ lớn của V là căn bậc 2 của gì đây? Âm 5 bình cho vào ngoặc cộng 14 bình là bao nhiêu cả lớp nhỉ? 25 mà nó cộng với 16 như vậy là 1 41 à. Đúng rồi, 41. Rồi như vậy chỗ này chúng ta sẽ có căn của 13. Đấy cả lớp chỉ cần viết thế này thôi, còn tính cái này trước đi. Xong điền vào đây cho nó gọn. Căn 13 căn 41. Rồi, lấy máy tính. Thực ra ra bao nhiêu không quan trọng. Chỗ này thì chỉ cần biết là tính ra được là được thôi. Như vậy là 2 trên cho căn của 13 nhân 41. Chục căn đi kết quả. Úi dồi ôi, số mù. Sợ quá, thôi để đấy đi cho nó nhanh. Được chưa? 533 2 <laughs> căn của 533 trên 533. Thật kinh khủng, Nhưng mà thôi kệ đó. Còn nếu người ta thích hỏi các em góc UV bằng bao nhiêu độ, các em bấm ship code nhé. Ship code của cái đống chết tiệt này này. Đấy thì nó ra. Còn người ta chỉ hỏi code thôi thì dừng thôi. Thế thôi. Đây. Thực ra bây giờ kiến thức lớp 10 với lớp 12 nó có cái gì đó rất giống nhau về cái phần tọa độ này nhá. Thầy khuyên thật là các bạn lớp 10 nếu chúng ta học kỹ mà tốt một tí thì lên lớp 11 12 các em học rất là nhàn. Chính ra nhiều cái nó rất giống nó chỉ có gọi là phát triển lên thêm một tí thôi. Có hiểu không nhỉ? Đó, đó là xem thầy tính đúng chưa? Tiếp tục. Bây giờ chúng ta sẽ đến với câu D, tìm vector A thỏa mãn đẳng thức này. Bây giờ các em rút A ra từ đây ra cho thầy xem A là cái gì thì chúng ta sẽ có A bằng hoặc là chúng ta có thể gọi vector A ra gọi vector A ra có tọa độ xy ví dụ như thế giả sử vector A có tọa độ xy ta thay vào đây thì yêu cầu đề bài yêu cầu của bài toán tương đương với việc lúc này chúng ta sẽ có cái viết thành một hệ phương trình bên này em cân bằng hai vế thôi bên này uh, vector không thì là không không hết như vậy mọi người cân bằng cân bằng bên này cho thầy đó là cho hoành bằng 0, tung bằng không là xong có nghĩa là 3 a 3 a 3 nhân x đúng không 3 nhân x dưới này là 3 nhân y đúng chưa nhỉ đó trừ ở đâu cộng 4 u trừ v tức là 4 4 viết thẳng xuống u ban đầu là 23 viết hai trên ba dưới trừ trừ v âm năm bốn âm năm bốn rồi đấy bên này cho bằng không là xong thế là nhanh nhất tìm một cái vector thỏa mãn đẳng thức ấy. thì bản chất là chúng ta chỉ cần gọi cái đó ra là xy sau đó giải hệ cân bằng thôi đúng không cho hoành bằng hoành tung bằng tung hai bên đấy ừ. nếu bên kia bằng không thì cho bằng không hết rồi giải hệ đại số này là ra X, y hiểu rồi nhé ừ. bấm ra hộ thầy xem bao nhiêu đấy bạn nào đọc hộ thầy kết quả xem nào. Bao nhiêu? Nhanh, 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 nhanh. Bao nhiêu? 3x cộng 4 nhân 2 trừ đi âm 5. Đúng quá rồi. Rồi ok. Đọc nốt kết quả hộ thầy là ra nhé. Xy là coi như xong. Lên máy tính bấm bắt đầu. 4 nhân 2 là 8. 8 cộng 5 là 13. 4 x 2 là 8, 8 trừ trừ 5 ra 8 cộng 5 là 13. 13 chuyển về sang đây là âm 13 phần phần 3. Còn ông này, 4 x 3 4 x 3 là 12, 12 trừ đi 4 còn 8. Âm 8 phần dế 3. Vậy thầy đã tìm ra được vector u à, vector a rồi nhá. Kết luận vector a của thầy chính là âm 13 phần 3 và âm 8 phần 3. Nào cả lớp hiểu được chưa? Đúng thế không? Nào cả lớp kiểm tra lại xem nào, chuẩn chưa? Chưa? Chỉ còn có cái câu cuối cùng nữa thôi. Bây giờ ai trả lời được câu cuối cùng nào? Câu cuối cùng mới hay này. Câu này thỉnh thoảng cũng gặp ở trong các đề của các em đấy. Tính độ lớn của một cái tổng hiệu UV gì đó, U cộng V. Đó, cái, cái này chúng ta còn nhớ cách làm không? Cách làm bài này mới hay. Bài này các em phải để ý. Đó. Độ lớn của các cái tổng hiệu mấy U cộng mấy V này các em sẽ sử dụng tính chất đó là các em sẽ bình phương lên bình phương vectơ bình phương vô hướng ấy thì bằng bình phương độ lớn như vậy bài này chúng ta sẽ trình bày như sau bây giờ ta có kem cứ bình phương cái này lên cho thầy thì bình phương của u cộng v đây bình phương độ lớn thì cũng như là bằng bình phương vectơ thôi tức là nó cũng sẽ bằng với cái tổng u cộng v này bình phương kiểu là như thế kem hiểu không có hiểu không nhỉ đó nó có hai cách tính một là bạn có thể tính bằng cách sử dụng bình phương này. Thì cách này chúng ta có như sau. Đây cách cái này là cách thứ nhất. Chúng ta sẽ có phân tích hằng thức u bình cộng 2 lần tích uv cộng v bình. Rồi, thế mà bình phương vectơ bình phương vectơ thì bằng bình phương độ lớn mà độ lớn ta tính ra rồi, một ông là 13, một ông à, một ông là căn 13, một ông là căn 41. Như vậy thay vào đây có nghĩa là căn 13 bình cộng 2 lần tích UV ta tính rồi, may quá, 2 thay vào đây là 2. Cộng cái này căn 41 bình, thế đây là cách tính thứ nhất. Còn cách tính thứ hai là gì đấy chắc ở lớp biết rồi đấy. Có hai cách tính đấy, được chưa? Rất hay. Đây, như vậy cái này sẽ là 13 cộng với 4 cộng với 41. Kết quả chắc chắn sẽ là 58. Từ khi biết cái ông này là 58 rồi thì khai căn một cái. Khai căn một cái thì là ra ngay. Suy ra chia đối u cộng v tức là độ lớn đấy bằng căn 58. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai là các em có thể sử dụng luôn cái u cộng v các em đã tìm ra rồi. Đây, thích hỏi cái gì thì hỏi. Em tính cái ruột bên trong trước. Thì rõ ràng là cái ruột này là may là thầy tính rồi. Được chưa? Đây là thầy tính rồi. Thế thầy coi như đây là một vector và thầy muốn tính độ lớn của nó thầy chỉ cần căn bậc hai của âm 3 bình cộng 7 bình là xong thì đấy có hai cách như thế nhưng không phải bài nào chúng ta cũng tính cái này trước đâu có những bài ta chưa tính cái này thì ta vẫn có thể sử dụng tính cái này nếu như liên quan đến tích vô hướng có một bài nào đó người ta lại cho em trước cái cái tích vô hướng đi sao được chưa nhỉ tích vô hướng ấy ừ, đấy thì chúng ta sẽ làm như thế thì mọi người sẽ có cách thứ hai là chúng ta có luôn độ lớn của u v may quá là ta đã tính cái này trước rồi ok thì là căn bậc hai của âm ba bình cộng 7 bình kiểu như thế và bấm ra cả lớp xem có phải là căn bậc 2 của 9 cộng với 49 không? Ồ cũng 58 chính xác rồi nhá. Như vậy là 10 điểm. Ok, xong. Đấy, nhưng mà các em nên hiểu cả hai vì không phải bài nào cũng sẽ làm được theo cách hai đâu. Đây là cách hai là do thầy tính cái này rồi. Thế giờ nếu mà cho một cái ví dụ khác, người ta sẽ cho em độ lớn U và V, người ta sẽ cho em cái góc giữa UV rồi thì cả lớp sẽ sử dụng công thức này. Vì lúc đó tích vô hướng thì bằng tích độ lớn nhân cốt góc xen giữa. Đấy là câu hỏi số Uh, đấy là hết bài 1 Đây bài số 2 nhé Chỗ này hiểu chưa? Vờ. Bài số 2 thầy sẽ cho một cái câu uh, áp dụng cái thầy vừa nói nhé Nào Bài số 2 bây giờ không phải là cho theo tọa độ nữa Được chưa nhỉ? Mà cho biết luôn sẵn đó là độ lớn của một vector rồi Cho cái ông U này là 3 Độ lớn của cái ông V này là 4 và người ta lại cho biết và cho biết góc tạo bởi hai vectơ UV này người ta cho rồi là 60 độ. Câu hỏi là tính độ lớn của hai à, 2 u được chưa nhỉ? Đó, trừ đi v cộng hay trừ nó thế thôi. Rồi thì tính ra nó cũng tương tự thôi. Đấy ví dụ như câu này. Lần này không cho tọa độ nữa thì chắc chắn là phải làm theo cái cách bình phương thứ nhất rồi. Đúng nhỉ? Vì không cho tọa độ thì làm sao tính ra luôn là cái tích vô hướng ở giữa được, đúng không? Thế đây là lý do chúng ta phải viết theo cái cách một là thế, có lớp hiểu ý của thầy không? Đó. Bạn nào nhẩm nhanh của thầy xem ra bao nhiêu nào. Nếu đúng một phát thì khen luôn. Nào. Giải nhá. Đấy. Hai bài này là chiều hướng của nó nó khác đi một tí. Nào bắt đầu. Câu này ta có như sau, em bình phương cái này lên. Bình phương cái 2u trừ đi v này bình phương lên thì giống như kiểu phân tích hạng thức. 2u bình lên sẽ là bằng 4 lần u bình trừ đi 2ab như vậy là 4 lần uv tích uv rồi cộng với v bình đúng như thế không nhỉ? Đó, các lớp thử tính ra xem bằng bao nhiêu. Ta tính thử đi, đó. 4u bình trừ đi 4uv cộng v bình. Mặt khác, bình phương vectơ bằng bình phương độ lớn như vậy 4 nhân với 3 bình luôn, tại vì ở đây cho sẵn rồi, đỡ phải tính nữa, 3. Rồi, trừ đi 4 lần lưu ý, đây là tích vô hướng thì tích vô hướng này Tích vô hướng Tích vô hướng học rồi Thì bằng tích độ dài Tích vô hướng bằng tích độ dài, tích độ lớn Nhân với cốt góc xen giữa UV Nhớ luôn, cái này thì người ta hỏi đấy Không phải lúc nào người ta cũng tính cho em luôn bằng số đâu Đây là dùng định nghĩa Về tích vô hướng Câu này là tính bằng định nghĩa, rất hay Đây, đây, định nghĩa phải nhớ Như vậy chúng ta sẽ có ngay Tích độ dài là 3 nhân 4 nhân cốt sen giữa đây lý do người ta cho 60 độ là như thế 60 độ rồi cộng với v bình là 4 4 bình rồi cả lớp lấy máy tính bấm ra cho thầy sau đó khai căn là các em sẽ tìm được độ lớn của hai u trừ v cả lớp đã hiểu ý của thầy chưa nhỉ đó người ta phải nhớ cái tích vô hướng này có thể tính bằng công thức có thể tính bằng định nghĩa mọi người tính ra chưa bấm một tí là ra nhé đó, bấm một tí là ra cái này phải thành thạo 4 nhân 3 bình là 9 à? Rồi, trừ 4 nhân 3 nhân 4 nhân cốt 60. Để đúng máy tính ở chế độ chữ D là độ nhé, không để radian nó lại không hiểu đâu. Để chế độ khác nó không hiểu đâu nhé, để đúng chế độ 3 chữ D là độ đấy. Ừ. Cộng với 4 bình là 16. Các em sẽ ra là 28. Vậy chúng ta lấy căn 28 là 2 căn 7. Bạn nào ra 2 căn 7 chúc mừng nhé, chính xác rồi. Ừ. Kết thúc bài số 2. Đấy các cái bài khác làm tương tự cơ thế mà nào Đúng chưa? Đó. Chúng ta kết thúc thành công sau bài tập số 2 của lớp hiểu bài rồi. Thầy sẽ để lại đây cho kem ghi lại và chép đàng hoàng vào nhé. Thầy làm rất từ từ, từ từng bước rồi, cả lớp tập trung để ý vào nhé. Đây là do lớp 10 thế nên là thầy biết là nhiều bạn yếu nên mình làm rất từ từ rồi. Đấy, thế này mà không được nổi điểm cao nữa thì thôi còn gì nữa đúng không bây giờ chúng ta đến với bài tập số 3 lớp tập trung vào đó ừ. bài số 3 chúng ta sẽ chuyển sang bài toán liên quan đến tọa độ trong tam giác chắc chắn là người ta sẽ có cái bài này rồi cho tam giác ở à đâu cho ba điểm như sau chứ chưa nói tam giác vội cho điểm a 10 điểm b 01 cho không cho nó dễ làm nhá. A10 B01 C11. Các điểm khác như thế và làm cho cái này cho nó dễ tính thôi. Nào, câu A. Chứng minh ABC là một tam giác. Rất quen đúng không? Đó. B. Tính chu vi và diện tích tam giác. Rồi câu hỏi này rất quen thuộc kiểu gì thì hỏi kể cả trắc nghiệm hay tự luận nhất là các em rất rơi vào những cái bài này tự luận đấy nhá ừ. thầy thấy là có hai cái bài tự luận một là cái bài uh, cho tam giác ấy. Ừ. hai là những cái bài toán về uh, lập phương trình các đường rồi các cạnh rồi vân vân các kiểu đấy, đấy nhiều nhiều lắm thầy thấy rất là nhiều luôn đó chu vi diện tích tam giác rất quen c tính uh, góc a bao nhiêu độ đấy chứ nhỉ đó Góc A và đường cao HA Tức là đường cao kẻ từ đỉnh A ấy. Ừ, Kiểu thế Một số yếu tố liên quan đến nó thôi Được chưa? D Tìm tọa độ trung điểm Tìm tọa độ trung điểm Của AB Được chưa nhỉ? Đó Và trọng tâm G của tam giác Và trọng tâm tam giác rồi rất là quen rồi những câu này là rất là nhanh là cho điểm rồi. Trung điểm AB và trọng tâm G của tam giác ABC. E. Viết phương trình đường thẳng AB. Viết phương trình đường thẳng AB. F đây hỏi AB thôi nhớ chứ các cái điểm khác là tương tự thôi, các cái đường khác cũng tương tự thôi viết phương trình viết phương trình đường cao AH viết phương trình đường cao AH EFG viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng AB. Rồi, đây những cái câu hỏi rất là tiêu biểu quen thuộc ở lớp, làm ăn cẩn thận nhé. Trong bài này, người ta vừa hỏi các yếu tố liên quan đến uh, uh, chu vi diện tích này, góc này, đường đường cao này, người ta còn hỏi các yếu tố liên quan đến với phương trình các cái đường rất là quen, cái này phải làm được đúng không? Làm nhiều rồi, kem phải làm được. Bây giờ ta sẽ cùng suy nghĩ và trả lời. Xin mời. Đấy, một bài này thôi là tổng hợp hết rất là đơn giản. Đó. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 câu thôi Không nhiều lắm đâu, tính nhanh ấy mà Đúng không? Ừ, cố gắng lên Đấy, bạn nào mà học hình còn đang yếu các thứ thì vào đây nhá Nào Bây giờ chúng ta sẽ nhanh chóng có được như sau Đầu tiên, họ chỉ cho em 3 điểm trong mặt phẳng thôi Họ chưa nói với em là cho tam giác ABC Nếu <laughs> một cái đề nào đó mà người ta nói luôn là cho tam giác ABC rồi Thì không người ta sẽ không cho cái câu đầu tiên là chứng minh 3 điểm này lập thành tam giác nữa hiểu không? Thì còn người ta chưa nói thì em phải chứng minh đã, sao em mới tính được? Thì đầu tiên muốn chứng minh ba điểm không thẳng à, ba điểm là thành tam giác thì chỉ cần chứng minh ba điểm này là không thẳng hàng. Mà khi ba điểm không thẳng hàng thì chỉ cần chứng minh hai vectơ đó là AB AC được không cùng phương. Đúng chuẩn theo lý thuyết là như thế. Đúng không? Ba điểm thẳng hàng thì nó cùng phương thì ra không thẳng hàng thì nó không cùng phương thôi. Vậy câu A Em sẽ phải tính được ba vectơ này ra Đằng nào thì cũng phải tính hết thôi, cả lớp tính luôn đi. AB, AC và BC, nhưng mà tí nữa chỉ cần dùng hai cái đầu thôi là được rồi. AB sau trừ trước. 0 trừ đi 1 thế là bao nhiêu? Âm 1. Ba cái này phải tính đúng nhá, tính sai là không làm ăn gì nữa đâu. Tính sai ba cái đầu tiên này thôi, không cần làm cái đằng sau là lại không điểm về chỗ luôn ấy, thầy nói thật. Ba cái đầu này phải tính rất đúng, phải kiểm tra đi kiểm tra lại, không để sai được. Sai là thôi, được chưa? Sai là thôi luôn. AB sau trừ trước B trừ A như vậy là 0 chữ 1 là âm 1. Sau đó lại 1 chữ 0. Thế là 1. AC. AC ôi cái này vui hơn đấy. 1 trừ đi 1 là bằng 0. Và 1 chữ 0 là bằng 1. Đúng chưa? Rồi ok. BC lấy C chữ B. 1 trừ đi 0 bằng 1. 1 chữ 0 1. 1 chữ 1 bằng 0. Rồi đúng rồi Hai cái ông này nhá nó bị dính cái số 0 Thế nên lập tỷ lệ là hơi khó Thế em chọn cái ông nào mà nó không có số 0 ấy em để lên trên Đúng không nhỉ À tức là ý thầy là Nếu như mà có cái số 0 ấy Ừ thứ phải để lên trên Ý, ý có số 0 thì em để lên trên Đúng không nhỉ Chứ đừng có để mẫu nó bằng 0 ở dưới Nó khó lập lắm Thế nên trong trường này thầy quyết định là chúng ta sẽ lập tỷ lệ như sau Ta ghi do Nhìn vào hai cái này thôi em lấy không trên âm một cho thầy nhé thì em em viết âm một trên không thì nó hơi 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 khó em phải lựa lựa làm sao cho khéo thì ta sẽ viết là do không không trên gì âm một thì khác gì ấy nhỉ một trên một chỉ cần viết được thế này thôi là coi như là ok là 10 điểm tại vì hai vectơ nếu giờ nó không tỷ lệ với nhau thì chắc chắn nó không cùng phương rồi theo lý thuyết cùng phương thì bọn nó tỷ lệ nó phải ra cùng một cái kiểu như là vector này bằng k lần vector kia nhưng ở đây thì không không tìm như ở đây thì chắc chắn nó không có cái số k nào thỏa mãn được cho ông này bằng k ở ông kia rồi vì là tỷ lệ thấy khác thì biết ngay. Khéo một tí là được. Như vậy chứng tỏ từ đây suy ra hai vectơ AB AC của em chắc chắn là không cùng gì? Không cùng phương. Mà khi đã hai vectơ không cùng phương thì chứng tỏ ABC không thẳng hàng. Ghi rõ ràng như thế này vào này. Thời gian thế nào ghi theo như thế là 10. Đó và cuối cùng điều phải chứng minh chính là ABC lập thành tam giác. Đây, ghi đủ cho thầy như thế này. Là 10. ABC lập thành tam giác. Còn thực ra trắc nghiệm chỉ cần nhẩm cái này một phát là nhanh viết ngay tại sao đúng không? Ừ. Còn viết đầy đủ ra như thế này, đàng hoàng. Sau đó các em sẽ tính cho thầy độ dài của các cái vectơ này luôn, tính ra bên cạnh ấy Tính luôn bên cạnh nhé. Độ dài thì có phải là trị tuyệt đối không? Ừ. Trị tuyệt đối phải sao không ghi trị đối chả sao, ghi AB bằng được. Đây. Độ dài AB căn bậc 2 của gì? Âm 1 bình cộng 1 bình đúng không? Nhầm luôn nhé, bằng mấy? Bằng căn 2 cho nên nhanh nhỉ? Căn 2. Thế còn AC? Tính luôn. À, căn bậc 2 của 0 bình cộng 1 bình thế thì bằng 1. BC hình như cũng 1 đúng không? Ừ, 1. Rồi. Chu vi là gì? Chu vi chỉ là tổng độ dài ba cạnh thôi, có cái gì đó? OB chu vi của tam giác abc em gọi là cái chữ p nào đó đi cho nó dễ làm p hoa đi tại vì nửa chu vi là p thường rồi thì mình quyết định là mình ghi, mình ghi p hoa đi p bằng ab cộng ac cộng bc gì viết khi học bất cứ mức cái gì cả lớp cứ viết được cái biểu thức thì ra đã thì kiểu gì có điểm đã còn thay số vào đúng hay sai tính sau kiểu gì người ta vẫn sẽ cho điểm theo lý thuyết mà còn nếu như em không ghi lại được công thức mà em lại còn thay số sai em không được điểm nào nó lại nguyên tắc lại như thế còn nếu mà em ghi em ghi được công thức em ghi được lý thuyết ra đã thì em vẫn được nửa số điểm phải nhớ cho thầy như thế nhớ nhá nó luôn có hai dòng như thế trừ trắc nghiệm thôi thì em tính kiểu gì đúng là đúng sai là sai nhưng tự luận được cái là em cứ ghi được cái khung ra đã ừ, kể cả thay số sai vẫn có điểm à nó lại hay như thế thầy dặn rồi có thế mà làm được chưa nên em cứ, 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 ghi được cái biểu thức gì đã xong thì làm gì thì làm thầy dặn rồi đấy như vậy là uh, căn 2 cộng 1 cộng 1 và kết quả sẽ là gì? 2 cộng căn 2 để nguyên đây nhá. Đơn vị độ dài. Ở đây thì đơn vị không biết là cm hay là mét thì chịu không biết thì cứ ghi là đơn vị độ dài. Đấy, ghi thế này là 10 điểm, không ai bắt bẻ được cái gì cả. Ừ. Diện tích trình bày rất là khoa học đầy đủ như thế này, không ai không ai làm gì được mình. Diện tích. Bây giờ em phải nhận ra tam giác này tam giác gì? Thì thường ấy, ừ, theo kinh nghiệm của thầy, thường là trắc nghiệm hay tự luận đi chăng nữa thì kiểu gì tam giác người ta cho rất đặc biệt nếu không phải là vuông ấy thì cũng sẽ phải là đều hoặc là cân gì đó nhiều khi nó cho rất đặc biệt thế nên em phải tinh tường nhận ra nhất là trắc nghiệm không ai dạy gì người ta cho một cái tam giác giở đời Giở đoạn cho nếu mà tam giác vớ vẩn quá thì lại phải dùng hệ thức lượng về hệ thức lượng học từ học kỳ một ấy hệ thức lượng mình học từ học kỳ 1 bây giờ mình lại phải chơi cái trò gì ấy nhỉ kẻ đường cao à, à không kẻ đường cao thì cũng lại một phần hai à, ab sin c hoặc là một phần hai bc sin a ca sin b Ui thì kiểu gì cũng vẫn sẽ phải sẽ phải tính ra cái góc một cái góc nào đó hay gì. Nhưng không, để ý vào đây. Đấy là cách làm bình thường thôi. Còn ở đây nếu chúng ta nhận ra tinh tường thì ta nhận ra tam giác đấy chắc chắn là vuông. Khẳng định với em luôn thường đi thi phải cho vuông. Chứ nó không tính là lâu lắm, đúng không? Lâu. Vuông ở đâu? Nhìn là biết ngay. Không những đã vuông lại còn cân nữa. thế này, nhìn vào đây đã thấy ngay là CA bằng CB là đã cân tại C rồi. Ơ ờ, mà đã cân tại đâu thì phải vuông tại đó. Chứ chẳng nhẽ đã cân tại C rồi là còn vuông nữa tại B đúng không đã vuông ở đâu thì thì đã cân ở đâu thì phải vuông ở đó như vậy ở đây chúng ta có thể có một cái nhận định rất nhanh đó là chắc chắn là tam giác này là phải là vuông cân tại c em phải có cái tin tưởng đó chứ không phải ai chỉ cho em nữa đâu nhớ thầy dặn rồi nhé đó như vậy ở đây chúng ta ghi uh, uh, bởi vì bởi vì có rất nhiều cách làm bởi vì ca bình cộng cb bình ghi ca bình cộng cb bình thì đúng bằng AB bình. Đúng thật. Một bình cộng một bình thì đúng bằng căn hai bình thật. Suy ra theo định lý Pythagore thì tam giác ABC này là phải vuông tại C. Mặt thớt, okay. mặt thớt. Mặt thớt. CA lại bằng CB. Đúng không? Ủa rồi, quá đúng rồi. Đấy, thầy cho đề là thầy có ý tưởng rồi. Mặt thớt. CA lại bằng CB Từ đó suy ra tam giác ABC này Phải là vuông cân tại C Đấy Nếu em chuẩn được luôn thì là như thế Vuông cân rồi A thì thấy nó thật với em Nó có rất nhiều thứ là suy ra được luôn Vuông cân với đều ấy Rồi là những trường hợp rất đặc biệt Đấy được chưa Nhìn đẹp chưa Đây A B C Rồi vuông cân cùng cạnh bằng 1. Úi rồi giờ diện tích quá dễ. Diện tích của tam giác ABC bằng 1 phần 2 tích của CACB. Úi dồi ôi, CACB cùng bằng 1. Như vậy là 1 phần 2 luôn mở ngoặc đơn vị diện tích vào cho nó 10 điểm. Phải có đơn vị diện tích đấy ạ. Không phải thấy bắt bẻ nhưng mà chấm nó nó phải thế. Thế thôi. Nhớ chưa? Rồi, nó là thế thôi. Xong. Rồi, tiếp tục. Bây giờ mà hỏi cái cái, cái cái cái, góc A với chiều cao HA Trời ơi quá đơn giản May là tam giác này đặc biệt Nó cứ vuông cân đều một phát là suy ra ngay Đúng chưa nhỉ Vuông cân thì 45 Còn đều 60 Ha ha rất đơn giản Được chưa Nó hỏi góc nào Góc A Ôi trời ơi Góc A hay góc B chăng nữa thì cũng 45 thôi Xong mày quá Rồi Đấy người ta có thể hỏi trắc nghiệm thế Đường cao HA Ô cái khỉ gì vậy? Thì bài này đường cao HA thì tức là đường cao kẻ từ đỉnh A Thế thì đường cao này bị trùng với cạnh gì luôn? AC Đỡ phải kẻ Chứ mọi khi đáng nhẽ thầy sẽ phải hỏi là Nếu có khi là thầy sẽ phải hỏi đường cao HC thì phải nhỉ? Hay hơn Còn HA ở đây Đường cao HA thì cũng chỉ là AC thôi Còn cái gì nữa? Tức là bằng 1 Còn nếu bạn nào vui tính hơn thì em tính cho thầy cái đường cao CH đi cũng được Nếu em thích em tính đường cao CH đi đường cao HC chẳng hạn tức là tính từ đỉnh C thì nếu mà đề có hỏi đường cao HC thầy bổ sung thêm cho đây ra đây cho vui nhé nếu đường cao HC thì ta trả lời ngay ở đây do vuông cân nên đường cao HC sẽ là trùng với đường trung tuyến đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng lửa cạnh huyền như vậy đường cao HC sẽ bằng AB chia 2 trùng với trung tuyến và chắc chắn là bằng căn 2 chia 2 luôn đấy thầy nói cho luôn trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng lửa cạnh huyền luôn xong đấy là cao HC Ừ. Rồi, không thể sai được. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong mấy cái phần ấy ấy này rồi, các yếu tố trong tam giác. Bây giờ chúng ta chuyển qua mục đó là tìm trung điểm và trọng tâm. Xóa chỗ này nhá Đó. lớp ghi đầy đủ vào nhé. Có rất nhiều các kiến thức cần phải chốt qua đây. Em phải nhẩm được như thế nó mới là nhanh. Nhất là kể cả trắc nghiệm ấy. Người ta hay cho cái đó lắm. Em mà tính loay hay loay hay là không kịp đâu. Thế nó thật. Được chưa? Trung điểm Y của AB. Câu D gọi y là trung điểm AB suy ra y bằng trung điểm thì lấy cộng lại chia đôi thôi em viết giống thầy là xong Ê, y bằng a cộng b chia đôi sao em nhẩm đọc kết quả luôn cho thầy nhé ừ. bao nhiêu nhìn vào đề nhá chứ không phải là lấy cái vector này đâu điểm là chạy theo điểm vector chạy theo vector đừng có nhìn vào vector nhìn vào điểm đi cộng lại chia đôi ồ may quá một cộng không chia đôi ở thế toàn một phần hai à rồi, thế này là xong Thế thôi, viết gì nhiều nữa Gọi G là trọng tâm của tam giác Thế viết tắt một tí Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC Theo lý thuyết thì Trung điểm chia đôi, còn trọng tâm thì chia ba Nó còn cái gì nữa, đúng không Rồi, em viết thế này hộ thầy một cái Xong em đọc luôn kết quả là xong Giờ em chỉ có 10 điểm trở lên thôi Yên tâm Ngắn gọn đơn giản và 10 điểm trở lên không ai mà ngắn bằng mình được chưa nhỉ? Đó. Cộng lại chia 3. 1 cộng 0 cộng 1 như vậy là 2 phần 3. Tiếp tục. 0 cộng 1 cộng 1 thì vậy vẫn là 2 phần 3. Mọi người xem thầy tính đúng chưa? Chắc không sai được nhỉ? Có sai gì không? Không thể sai được. Chính xác rồi. Câu này là cho điểm rồi. Bây giờ ba cái đường rất hay hỏi. Nào. Phương trình đường thẳng chứa một cạnh nào đó ở đây thầy chỉ hỏi một cạnh AB nhé còn các cạnh khác cả lớp viết tương tự thôi AB này đường cao AH này và đường trung trực của AB ơ thầy bảo này thầy có ý kiến ở đây em có nhận ra được đường cao với đường trung trực nó có giống nhau đường cao à không đường cao AH trong trường này thì nó rơi trùng với phương trình của cạnh AC đúng không được chưa nhỉ đó đúng rồi tại vì bài này đường cao AH thì lại rơi trùng với đường của AC rồi còn đường trung trực thì lúc này ta mới cần phải ta phải gọi y là trung điểm AB đây thì đường này chính là đường CI ở đây này rồi bây giờ chúng ta bắt đầu trình bày bài này nó lại đường cao lại đường cao AH nhưng mà do là bài này AH nữa khi kẻ vuông góc vào nó rơi vào AC thôi không sao bản chất là viết AC bài này bài này vui đấy bài này vui bài này vui được chưa xóa chỗ này nhé bài này vui không sao làm được hết được chưa Bài này rất đặc biệt luôn. Bài này chính vì nó đặc biệt nên còn có hai cách giải nữa cơ. Nào bắt đầu. Phương trình đường thẳng AB dễ dễ nhất. Rồi ôi dễ nhất. Em thân mến, có nhất thiết phải tính vectơ pháp tuyến trong bài này không? Đường thẳng qua điểm AB có cần tính vectơ pháp tuyến không? Không. Không nói năng gì thì thông thường nó viết phương trình tổng quát nhưng mà do ở đây em nhìn quan sát lại hội thầy em nhìn lại mặt hàng đi. Em nhìn hai điểm AB xem nó đặc biệt không? Thông thường nhé, nếu mà không đặc biệt cơ, ừ thì tính vector AB rồi cháo cháo đổi đổi này nọ xong người này nọ nọ chai đúng không? Ờ, như ở đây, hai điểm AB rất đặc gì? Đặc biệt. Đúng không? Do nó rất là đặc biệt, chính vì thế nên ta phải sử dụng phương trình đoạn chắn, các lớp có hiểu không? Điểm A thì lại thuộc trên trục hoành, còn điểm B lại thuộc trục tung. Có phải đây là kiểu là phương trình đoạn chắn không? Đây, chắn, chắn kiểu này, đúng không? Đấy. Đoạn chắn, mà đoạn chắn thì nó có công thức cả rồi. Đó là x trên A cộng y trên b bằng 1 các em lưu ý. A là hoành, b là tung cả lớp điền vào. x trên 1 cộng y trên 1 ư rồi vui quá đúng không? bằng 1. Quy đồng mẫu 1 kéo lên và khử đi mẫu thì x cộng y trừ 1 bằng 0. Ha ha ha. Vui thật là vui. Rồi, mọi người thấy vui chưa? Đây là AB rất nhanh đấy đỡ phải làm nhiều đây là AB tiếp tục đường cao AH người ta nói AH nhưng ở đây vô tình em ghi đây đây là AB nhé hai chấm ghi hiệu thầy đây là AB này ghi ở vở nào đây đây là phương trình AB xong rồi này còn bài này AH bài này là vô tình là bị trùng với A gì AC là do tam giác này là tam giác vuông cân lên hoặc là em viết luôn phương trình ac hộ thầy hoặc là em uh, ấy mà dựng uh, ac nếu mà em dựng theo kiểu ah thì h ở đây là trùng c thì thì ah vuông góc bc bây giờ em uh, thích làm kiểu nào cũng được cách một em uh, viết cho thầy ac bình thường đi ui nhưng mà nếu mà viết ac bình thường a à, thì uh, bây giờ a là điểm này c là điểm này hai điểm này không còn là đoạn chắn nữa thì cả lớp sẽ sử dụng công thức theo phương trình chính tắc nào, nếu bạn thích viết AC, thầy dạy bạn viết phương trình chính tắc nhé. Với dạng phương trình đi qua hai điểm thì tốt nhất là viết theo dạng chính tắc thì không cần phải chỉ phương pháp tuyến nữa đỡ đau đầu, nó nhanh hơn nhiều. Chứ em không cần phải chỉ phương chỉ phập gì mệt, em chỉ cần viết luôn. x trừ xa trên xc trừ xa bằng y trừ ia trên IC trừ IA. Đấy, em điền vào đây hộ thầy thế là xong luôn. Đấy. Các cái bài này thì mình chỉ cần viết cái này vào là xong. X trừ XA trên C trừ A, Y trừ A trên C chữ A, điền vào xong thế thôi. Không cần chỉ phương vi pháp tuyến đau đầu chết mệt. Nhớ là như thế. Em làm thế này vẫn được 10 điểm và đơn giản nhất thầy nói thật. Em cứ làm theo thầy mà xem, thầy chưa bao giờ nói sai, đúng không? Rồi. Như vậy X trừ XA tức là X trừ 1 trên C trừ A tức là phụt chết rồi câu này không viết được phương trình chính tắc giờ đời giờ đoạn rồi câu này không viết được phương trình chính tắc rồi trời ơi c chữ a rất tiếc 1 trừ đi một nó lại bằng 0 em ghi câu này công thức thì đúng nhưng không viết được phương trình chính tắc vì bị dính vào mẫu ở ừ, là không rất là hy hữu Các em ghi cái phương trình chính tắc này chỉ viết được trong trường hợp nếu như mà mẫu của em phải tính ra là khác không cơ Thế đây là một cái chú ý nữa cả lớp lưu ý bình thường là nó phải viết được rất tiếc bài này nó không viết được chính tác em phải viết quay trở lại với cái dạng uh, bình thường thôi nhưng mà chúng ta cứ ghi công thức vào đi thật kinh khủng thôi được rồi không sao thì tính vectơ ac bình thường vậy có hiểu không dạng chính tác này chỉ viết được nếu mà nhanh thì phải có cái mẫu ở dưới phải khác không cơ không sao tính vectơ ac không chết làm giống như AB thôi nhưng mà bây giờ AB nó khác một tí AC AC tính rồi tính lại làm gì nữa không một từ đấy suy ra NAC tức là pháp tuyến của AC AB trừ BA B trừ A B trừ A đi cho dễ 1 0 2 chấm phương trình tổng quát là vì cái này có không rồi là không viết được chính tắc ab trừ ba b trừ a, a cũng được rồi ok viết luôn bây giờ viết một dùng luôn điểm a cho dễ nhé em thích điểm nào được thì thầy thích dùng điểm a điểm a đi như vậy là một viết trước đúng không một nhân cho x trừ một rồi cộng với không u số nhưng mà cộng với không thì thôi không cần nhân gì nữa bằng không đi không bỏ luôn Đằng sau là không rồi như vậy phương trình này rất đơn giản Chỉ có thể là x trừ 1 bằng 0 Thế thôi đơn giản Được chưa Đó Còn cách thứ hai Cả lớp có thể hiểu theo kiểu đơn giản là AH thì luôn luôn vuông góc với BC Như vậy N của AH cần dựng Cũng chính là vector BC cũng được Vector BC của em cũng chính là 0, 1 À nhầm BC của em là 1, 0 thì có hai cách hiểu như thế cũng được, một không cũng được. Đây, một không và lại làm như trên. Đấy. Hai kết quả là như nhau. Bình thường thì dựng đường cao AH thì ta sẽ nhận luôn vector BC là vector pháp tuyến, sau đó lại làm như bình thường. Đây này. Đều là một không hết, làm kiểu gì nó ra như nhau cả lớp hiểu ý của thầy chưa? Ừ. Rồi. Như vậy là kết thúc thành công xong đường cao AH. Cuối cùng là đường trung trực của AB. Đường trung trực AB chắc chắn phải đi qua trung điểm Y của AB rồi. Ở đây bài này hi hữu là nó đi qua C nhá. Chứ bình thường đường trung trực là không chưa chắc là đi qua C đâu. Chuẩn nhất là phải đi qua trung điểm của AB, còn qua C không, chuyện này không biết, đây là nó hi hữu rồi. Như vậy là nó sẽ đi qua Y và đồng thời vuông góc AB luôn. Chúng ta cùng quay trở lại đây, Y lúc nãy ta vừa tính rồi. Thì bây giờ ta dùng luôn là nhanh nhất. Bây giờ đây sẽ là câu G. Gọi Y là trung điểm AB ta đã tính rồi và gọi trung trực cần dựng trung trực của ab là đường thẳng delta thì lúc này suy ra delta chắc chắn phải qua y và nó sẽ vuông góc ab như vậy n của delta chính là ab chúng ta đã tính rồi điền vào đây là xong đó chính là uh, âm một một các lớp hiểu ý bài toán đây chưa ừ trung trực của AB tức không phải đi qua A, B, B đâu nhá mà phải là đi qua trung điểm không thể sai được đúng không cái này hiểu không rồi và lúc này chúng ta sẽ điền được kết quả rất là nhanh như sau qua y rồi như vậy phương trình tổng quát hai chấm trừ một nhân x trừ một phần hai và cộng một nhân y trừ một phần hai bằng không em nhân tung xòe ra xem kết quả là bao nhiêu trừ x trừ x cộng y đúng không đó em nhìn này tí nữa là cộng 1 phần hai trừ một phần hai là hết như vậy đó. phương trình đây luôn mọi người xem thầy viết đúng không xem thầy nhân đúng chưa cho thầy ý kiến nào là đúng chưa nếu đúng rồi thì để sang bài tiếp theo luôn Đấy, như vậy là bài này kết thúc thành công đúng như thế không nhỉ nào Um, cộng 1 phần 2 trừ 1 phần 2 hết rồi. Đúng không? Ừ. Có thắc mắc gì không? Xem đúng chưa cả lớp? Như vậy, đây chính là phương trình đường trung trực của AB. Kết thúc thành công nhé. Ừ. Rồi, xong bài 3 thì xóa đây. Ừ. Cả lớp ghi vào. Đây là bài này thầy cho hơi đặc biệt một tí còn các bài khác thì cả lớp cũng thế làm tương tự riêng cái chỗ mà chứng minh vuông góc thì dạy cả lớp thêm ngoài cái cách sử dụng Pythagore là cách dễ nhìn ra nhất này thì cả lớp còn có thể sử dụng tích vô hướng nếu bây giờ em tích vô hướng lại hai vectơ AC và BC mà tích vô hướng lại bằng không thì chứng tỏ là vuông góc đúng không? đấy còn một cách nữa là có thể dùng dùng tích vô hướng OK thì dùng cách nào được dùng Pythagore cũng được hoặc là dùng tích vô hướng đều OK hết cả lớp ạ Các bài khác em cứ thế áp dụng tương tự mà làm Nhớ chưa nhỉ? Các bài khác Nếu người ta có hỏi góc gì Ví dụ góc A thì chúng ta sẽ lấy cốt của góc tạo bởi hai vectơ AC Rồi áp dụng giống như trong ví dụ đầu tiên thầy hướng dẫn thôi Đó, trả qua là thầy nhấn mạnh là thường người ta hay cho vuông để làm cho nó dễ Vuông cân ấy, đó Thì mình sẽ dễ làm hơn Hết bài tập số 3 Bây giờ chúng ta chuyển qua bài tập số 4 Chúng ta còn muốn làm cái bài dạng tam giác này nữa không? Cái dạng tam giác này làm nhiều rồi đấy Đúng không? Các cái dạng này làm rất là nhiều rồi Chúng ta còn muốn làm thêm cái dạng tam giác này nữa không? Có cần phải làm thêm không? Ví dụ để thầy cho thêm Được chưa? Lần này người ta cho luôn tam giác ABC nhé Đỡ cần phải chứng minh gì nữa Có Ví dụ thế này a 12 được chưa nhỉ? B trừ 2 3 và C a à, 40 chẳng hạn. Ví dụ thế này. Ở đây có thể là tam giác này là bình thường chứ tức là tam giác thường thôi, không nhất thiết phải vuông cân đều thì chúng ta cũng sẽ xử lý tương tự. Thầy sẽ cho một vài cái ý tiêu biểu nhất nhé. A. À, đây không phải đoạn chắn nữa rồi, nhìn là biết rồi. Uh, chúng ta vẫn sẽ có cái câu đó là tính uh, chu vi và diện tích tam giác bây giờ thầy đố cả lớp biết trong trường hợp nếu mà tam giác thường này tính được gì <laughs> đố tính được đấy uh, hay đấy b tính uh, cốt của góc a hỏi một góc thôi Cốt góc a c bài toán tìm điểm đúng không tìm điểm d để cho ABCD là hình bình hành à bài toán tìm điểm rất hay hỏi. Cái chỗ kia là thầy hỏi các phương trình các đường người nhé. Ở đây thầy sẽ cho bài toán tìm điểm. Bài toán tìm điểm là một trong bài cũng rất hay gặp trong thi. Tìm điểm nhé. Tìm điểm để cho ABCD là hình bình hành. Một câu hỏi rất quen. Đấy. E. Bây giờ tìm điểm D rồi này. ABCD. Rồi. Tìm điểm M. được chưa? thỏa mãn sao cho đó là uh, MA bằng uh, 4 chẳng hạn. ví dụ thế. đây là tìm điểm thỏa mãn khoảng cách đúng không? Ừ. câu e tìm điểm N mà nó cách đều hai điểm BC. đấy rất hay. đấy là một số bài toán tìm điểm cách đều đấy. à cách đều rất hay hỏi, rất vui. Đây, M A bằng 4 Rồi ok Cách, cách đều BC E F Viết phương trình đường thẳng AB bình thường nhé Đó Thôi không viết AB nữa viết AB. Thôi cũng được EFG cuối cùng Viết Phương trình đường thẳng đi qua C và vuông góc AB. Rồi. Thực ra là người ta hay cho song song và vuông góc một cái mặt một cái đường nào đó đúng không? Kiểu như thế. Thế đây là một số ý nữa người ta có thể hay hỏi các em lưu ý, ghi đầy đủ vào cho thầy nhá. Chỗ này thầy cho một ý thôi, song song hoặc vuông góc nhưng mà thôi song song thì dễ rồi, song song thì dựng phát biết ngay. Cho hỏi đại diện một ý vuông góc thôi, nào xóa này. Các em tập trung vào làm đi. Đó, một bài thôi, bằng em ôn cả tháng được chưa? Em ôn cả kỳ luôn. Em làm được một phát là thầy đảm bảo em 10 luôn, không cần học nhiều nữa. Xong. Bắt đầu nào. Ở đây tam giác này của em bây giờ nhìn là biết là chắc là nó cũng không phải là tam giác vuông cân đều rồi, thì bây giờ làm thế nào? À chúng ta cùng bình tĩnh xử lý nhá. Nào, bây giờ bắt đầu. Tại sao chúng ta biết đây là tam giác thật? Tại vì chúng ta cùng tính ra. Thứ nhất là AB AC, BC kiểu gì phải tính thôi Thì mới tính được chu vi diện tích các kiểu chứ Đúng không? Cái lớp nhiều tính đúng nhá AB Trừ 2 Trừ 1 là trừ 3 3 trừ 2 còn 1 AC 4 trừ 1 còn 3 0 trừ 2 là âm 2 BC 4 trừ trừ 2 là 6 0 trừ 3 là âm 3 Rồi, các em thử nhìn tỷ lệ mà xem Chỉ cần nhìn hai cái đầu thôi Trừ 3 trên 3 Và 1 trên trừ 2 Nhìn là đã thấy là không tỷ lệ thật Đúng không tỷ lệ Vậy từ đây khẳng định được ngay Đúng tại sao ABC lập thành tam giác luôn Đúng không? Đó, cái này ta nhìn thấy luôn vấn đề Đó, không cần phải chứng minh lại nữa Bây giờ chu vi Thì muốn tính được chu vi Em sẽ suy nghe ra cho thầy độ dài các cạnh bên cạnh luôn Như thế này luôn nào AB bằng bao nhiêu tính ra luôn Đấy AC bao nhiêu thì tiết kiệm được một bước BC rồi Căn mấy các em nhẩm ra luôn nào Nhẩm trong đầu nhé Viết luôn à, Âm 3 bình là 9 9 cộng 1 là 10 à, Âm 3 bình là 9 9 cộng 4 là 10 mấy 13 Được không Các em có thể ghi từ từ đã được Ở đây nhẩm ra luôn mà Có cái này Ôi 6 bình là 36 à 36 cộng 9 là bao nhiêu 45 à Ôi vui quá, cái này không thể vuông được rồi, em thử nhầm xem, ôi 10 cộng với 13 làm sao ra được 45 được Hai cái nhỏ bình cộng lại không thể ra cái lớn bình được, nhìn nó viết Đấy là cái cách nhầm đấy, à, đúng không? Như vậy chúng ta lại phải chơi cái trò này rồi Bây giờ ta sẽ phải có chu vi Tam giác ABC hay chấm P bằng Căn 10 cộng căn 13 Hình như là 9 x 5 45 à, như vậy là cái này có phải là bằng 3 căn 5 không cả lớp chuẩn căn 10 cộng căn 13 cộng 3 căn 5 để nguyên đấy không cộng được thì để nguyên đấy vì nó không cộng được em cho vào mà máy tính với cái này nó có giống nhau đâu mà cộng được đúng không để đấy bây giờ thầy đang hỏi là diện tích tính như nào ờ bây giờ tính diện tích tính như nào cái này vui nào bây giờ đố các em biết diện tích tính như nào thầy có rất nhiều cách tính ở đây thầy phải có xương xương trong tay thầy phải có ít nhất trong tay ba cách tính diện tích bây giờ đố các em biết là thầy tính diện tích thế nào tam giác thường nhá ờ ừ đối với biết tính diện tích thế nào đấy chỗ này là cái cần học đây làm thế nào để tính ra nhanh nhất Đấy. chắc gì đã biết thầy lạ gì nữa nhiều bạn nhớ học các kiểu nhưng mà chưa chắc đã biết được là cái cách nào là nhanh đâu nhiều kiến thức quá mà được chưa làm tính ra cách nào ở đây nếu mà làm tự luận thầy cũng sẽ có cách nhanh mà làm trách nhiệm thầy vẫn có cách nhanh đấy, em thích nói cách nào cho nhanh nhất nào trả lời Bình thường ấy thì chúng ta phải đi theo 1 phần 2. Các em còn nhớ trong hệ thức lượng không? Trong hệ thức lượng thì chúng ta có hướng đi thứ nhất. Đó là 1 phần 2 AB AC. 1 phần 2 tích hai cạnh liền kề nhân sin góc xen giữa. Tức là sin A gì? ơ ờ, thế lại phải tính qua góc A. Thế mà góc A thì mình lại phải tính câu B. Mình tính ra góc A xong rồi mình lắp vào đây chứ. À, thế thì có khi em lại phải làm câu B trước. Em ra góc A rồi em bắt đầu em mới điền vào đây được đây là cách thứ nhất. À, cách thứ hai. Nhìn vào. Thì 1 phần 2. À, à, bây giờ vẽ tam giác ra ABC đây. Thế giờ 1 phần 2 của AHBC có được không? Ờ, nhưng mà chưa có H. Một, một số bạn sẽ kẻ chiều cao. Ơ ờ, thì H lấy đâu ra nhở? cái này nghe có vẻ hợp lý nhưng mà AH lấy đâu? Ừ thì BC tính ra rồi thì AH tính nào? Đường cao. Đấy tính đi. Hai hướng này hoặc là phải tính góc hoặc là phải tính đường cao chọn một cái nhưng mà thầy sẽ có cách thứ ba cách này với hay này <laughs> em nghĩ được cách này nữa thì thôi 10 điểm luôn cách thứ ba đây cách một nhá cách hai này cách thứ ba thầy sẽ cho em luôn công thức giải nhanh ô một số bạn thưa thầy em dùng công thức heron được không thầy <laughs> ôi cũng được đấy nhưng mà lại căn bậc hai p p chữ a p chữ b p chữ c cũng được đấy nhỉ Nghe vui ấy nhở Trong trường hợp này dùng hero nghe có vẻ hợp lý đấy Được Được Hero được Công thức hero SC bằng căn bậc 2 P, P chữ A P chữ B, P chữ C Được, thầy chấp nhận cách này Tại vì ba cạnh tính ra rồi Trong đó P là nửa chu gì P là nửa chu vi Được, chấp nhận A cộng B cộng C chia 2 Nhưng mà em phải tính làm sao cho nó cẩn thận nhé Số đấy không được đẹp lắm đâu Thầy hy vọng là em sẽ tính ra chuẩn được không? được. Thế thì bây giờ cả lớp lại phải lưu cho thầy cái, cái 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 nửa chu vi này vào một cái biến nào đó trong máy tính. Ví dụ ta lưu nó vào biến d trong máy tính đi. Cả lớp hiểu ý của thầy không? để bấm đỡ, đỡ lâu chứ chẳng nhẽ mỗi lần lại gõ cái p này ra thì chết người. Thế thì cả lớp sẽ bấm chức năng đầu tiên là lưu nửa chu vi bấm shift tô, bấm sờ tô lưu vào biến d trong máy tính. Sau đó tí nữa chỉ cần gõ một phát là căn bậc hai của d d chữ a d chữ b d chữ c là nó tính ra rất nhanh chứ mình không nhất thiết phải tính từ từ nữa. Mình sẽ lưu vào trong máy tính cái chức năng đó. Và bạn nào thử đọc cho thầy, nếu câu này thì em có thể bấm được luôn, được, cách này thầy thấy hợp lý, rất nhanh mà không cần phải đi qua góc và đường cao, chấp nhận được. Còn một cách nữa. <laughs> Đây là công thức Heron. Ờ rồi, được, công thức Heron, được đấy. Heron có điều là số hơi xấu một tí nhưng không sao. Heron được. Đấy, mình phải nghĩ ra nhiều cách vào. Thì về sau mình mới giỏi được, mình phải tùy cơ ứng biến các em ạ, được chưa? Đấy, nghĩ được đấy. Còn một cách nữa cả lớp sẽ sử dụng công thức giải nhanh cho thầy, thầy có một công thức giải nhanh như thế này, các em ghi. Cái này thầy sẽ tặng cho các em luôn. Cái này thầy sẽ tặng cho các em luôn. Đó, rất hay, một công thức rất hay đó là em sẽ ghi cho thầy SC bằng 1 phần 2 định thức định thức của ABAC cả lớp chép định thức vào đó là trừ 3, 1 AB viết ở trên, AC viết ở dưới đó là 3, 2 Sau đó, các em chắc chắn là còn nhớ cách tính định thức 1 phần 2 trị tuyệt đối của định thức này Cả lớp thêm cái trị đối vào đây nữa cho thầy cho an toàn Tính định thức này ra kết quả không biết âm hay dương Nhưng mà tốt nhất lấy trị đối vào Cả lớp hiểu ý của thầy không? Ừ, chỗ này tô đậm 1 phần 2 trị tuyệt đối của cái định thức này Thế là mới hay Rồi Đấy, tính như thế này Bây giờ cả lớp còn nhớ cách tính định thức chứ Định thức chúng ta học ở trong phần hệ phương trình rồi Ừ. Có đúng không? Có nhớ tính định thức thế nào không? Định thức biến bảng đây Chúng ta sẽ nhân chéo trừ đi nhau Có hiểu ý thầy không? Tức là cả lớp đọc theo thầy như sau nhé ừ. Cách này mới Thôi không có ai dạy đâu Mà cô giáo em cũng chưa chắc đã chỉ cho em đâu Được chưa? Em phải học thêm các khóa học các kiểu của các thầy cô vào Chứ không phải ai cái gì người ta cũng chỉ cho em đâu Đây là thầy uh, gọi là gì nhỉ? Thông qua buổi ôn tập này Buổi ôn tập này thầy sẽ tặng cho cả lớp thêm một vài các cái bí kíp, các thứ giải nhanh rất hay. Đó, em làm một phát chỉ có 10 luôn thôi. Đó. Bây giờ em sẽ thấy luôn thế này. Em sẽ nhân chéo trừ nhau luôn đó là trừ -3 nhân trừ -2 là 6. 6 bây giờ mình trừ đi 1 nhân 3 tức là 3. Có hiểu không? 6 6 trừ 3 còn 3 tức là trị đối của 3 và kết quả 3/2 luôn đi về xong, chắc chắn chính xác, xong, 3/2. Rất đơn giản. Đó Em thử làm các cái khác xem có đúng ra 3 phần 2 không Kiểu gì nó cũng ra như thế thôi Đấy chưa Bây giờ thầy mời một bạn bấm hê rông hộ thầy với Xem có ra giống kết quả không Nào để đúng nhận sai cãi nào Đấy chưa Bạn nào thử bấm hộ thầy cái hê rông này xem nào nếu mà tất nhiên nếu mà các thầy cô mà nếu như có nhiều thời gian các thầy cô sẽ chắc chắn cũng sẽ chỉ cho các em thôi ừ. hoặc các thầy cô có kinh nghiệm thì họ cũng có thể sẽ có nhiều cái giải chắc chắn họ cũng sẽ chỉ thôi đó Hiểu không? ứng ừ, nhưng mà này chỉ làm trách nhiệm thôi Đó. Chứ không được khó giải thích lắm Thực ra chứng minh được, chứng minh em dùng vector ấy Cái này chúng ta chứng minh ở trong phần vector rồi Nhưng quan trọng là cả lớp có nhớ không Cái này chứng minh được bằng vector Và nó có thời gian chúng ta xem theo thầy các cái bài giảng trên khóa học Thầy đã có chứng minh cái này rồi Cái này dựa trên cái chỗ phần vector Và là sau chỉ cần cứ thế áp dụng thôi là xong Đấy Nào Bạn nào hê rông thử xem nào xem có đúng là là là, là là tính ra hộ thầy không để thầy còn còn dừng đây nhanh 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 được chưa em trình bày theo rông thì cũng rất là thuyết phục chấp nhận được đỡ cần phải qua góc mới qua chiều cao nhiều khi cũng mệt phết nếu đơn giản đâu được chưa có bấm được không tự bấm nhé lưu cái này có thể nhớ luôn ABC là ba cạnh này rồi này xong nhớ lưu luôn cái chữ P này vào máy tính là lưu vào một cái biến D nào đó cho máy tính sau đó tí nữa chỉ cần gõ căn bậc hai của D D chữ A D chữ B D chữ C nó ra hết nhanh lắm được không nào hiểu được không hoặc là bấm nguyên biểu thức này ra sau đó can cũng được tùy các em <laughs> có rất nhiều bạn thông minh phết đấy ừ. em có thể sử dụng chức năng can gõ một phát luôn là căn bậc hai của d d chỉ a d chỉ b d chỉ c rồi được thì nữa can đúng không thì ừ, thông minh thế nhỉ thông minh phết nhỉ ừ. Ừ, lưu cũng được còn can cũng được tùy rồi cách nào đúng cũng được ở ừ, can can cho a b c d đúng không thông minh phết nhỉ không không, không, không hổ danh là con trai của ta thông minh nhỉ? thông minh phết nhỉ ừ, được đấy nhỉ nhưng đầy bạn không biết đâu đầy bạn không biết là thầy đang nói gì đâu đầy bạn không biết mình đang nói gì đâu. <laughs> Thật xứng đáng là con trai của ta rồi thông minh thế nhỉ Rồi ok chốt xong nhá Được đấy nhỉ Ừ ghi hiểu thức vào xong can cũng được ừ. Thế là đỡ phải nhớ nhiều Mà tự nhiên mình lại ra nhanh Ok Thông minh phết nhỉ ừ. Được 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 Ui nhưng mà chứng minh thế nào Xem lại cho thầy các bài giảng trước đó thôi Vậy chứng minh mất nhiều thời gian lắm các bạn Bây giờ em cứ áp dụng cho thầy Đã em coi như một công thức mới đi Không có trong sách Nhưng mà thầy dạy yên tâm Không sai được đừng lo Còn có thời gian về em sẽ chứng minh được em xem cho cái bài giảng về cái phần 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 vector với phần tọa độ ấy phần phần này thầy có chứng minh rồi được chưa nhưng mà không có nhiều thời gian thôi nên là em thông cảm <laughs> có nhiều thứ không phải lúc nào cũng cũng làm được nghe hết các thứ ra đây đâu tốn nhiều thời gian đấy là việc tại sao em phải về em phải tìm tòi phải nghiên cứu phải phải nghe thêm là như thế đúng chưa thế mới có công việc để về làm chứ chứ nếu không là cái gì thầy làm cho hết rồi còn cái gì về để nghiên cứu tìm hiểu nữa được không đấy về để xem đi còn bây giờ cứ áp dụng được cho thầy thì thế là thông minh rồi là được được chưa nhỉ đó bạn nào có khả năng các thứ mà giỏi giỏi mà chuyên chọn một tí thì ừ thì về chứng minh còn các bạn khác thầy chỉ cần áp dụng đúng nhanh gọn chính xác 10 điểm về chỗ xong thế thôi thế là ok được chưa rồi tạm thời như thế nhá đó bây giờ sang cốt góc a vấn đề thầy không giờ thầy cho chục câu đây này không nhanh là đến mùa quýt trả xong giờ này được chưa không e mùa quýt trả xong giờ này được chưa thầy cho nhiều ý lắm nên Cốt góc A rồi ok cốt, cốt, góc A luôn Cốt góc A Đây là ý B nhá Cốt góc A được tính chính là cốt của góc tạo bởi xen giữa hai vector AB AC. Câu này dùng công thức là ra tích vô hướng chia tích độ dài AB chia đây tích vector AB chia cho tích AB ở dưới. May quá thầy đã tính hết rồi nên chỉ cần thay số vào đây là xong. Tính trước ở đây rồi nhá. Đó. Còn các cái việc gì mà cần chứng minh gì thầy coi như bài tập về nhà dành cho các em. Đó các em về nghiên cứu tìm hiểu đi. Được chưa? Đó. Tích ABAC trừ 3 nhân 3 là trừ 9. 1 nhân trừ 2 trừ 2. Đúng không? Trừ 9 cộng trừ 2. Ở dưới AB căn 10. AC căn 13. Thành công rồi. Bằng trừ 11 trên căn của 13, 130 và kết quả sẽ là trừ 11 căn 130 trên 130 ha 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 trời ơi số vui quá không sao để nguyên đấy cái cốt này có thể âm có thể dương chứng tỏ tam giác ABC này phải là tam giác gì tam giác tù đi thi người ta hỏi các em tam giác này vuông hay là nhọn hay là tù ta chỉ cần để ý cốt của nó cốt góc A chẳng hạn tính ra em nhìn thấy ngay này âm này chứng tỏ tam giác này phải tù Đấy, à, ta ra tù tức là góc này trên 90 độ Âm không cả lớp Âm chắc chắn rồi Không có chỉ đối ở trên thôi nhá Đừng nhầm Góc giữa hai đường thẳng cơ thì người ta mới lấy thêm cả chỉ đối ở trên Còn góc giữa hai vector trong chỗ này Là nó có thể âm à, Ý thầy là cốt của nó có thể âm Xong Ôi còn lắm câu thế biết nữa Đây này khổ Tìm điểm D để ABCD hình bình hành vẽ ra cho vui do ABC đã không thẳng hàng nên chắc chắn là phải tồn tại điểm D đúng không? Để cho bốn bọn này thành hình bình hành. Như vậy em ghi câu C để ABCD là hoa bị héo được chưa nhỉ? Từ đây tương đương với việc đó là em sẽ cho vector AB bằng DC cho vector AB bằng DC. Nhớ là DC nhá, chứ không phải là CD đâu. Rồi về sau mai đi thi đọc quen mồm đọc CD là thôi là toang hết rồi sai, sai hết cả bài khỏi phải chấm luôn. Tại vì hai vector phải cùng chiều cùng độ lớn thì nó mới bằng nhau được. Rồi, bắt đầu. AB là -3 1 -3 viết trước, 1 viết sau. Còn CD à DC thì ta sẽ lấy C trừ D. C là 4 4 xd viết thế này là chuẩn nữa gì. Và không trừ id úi rồi quá thông minh rồi xong nhá ngắn gọn đơn giản xd bằng mấy id bằng mấy là xong thành công chưa đấy thế thôi bao nhiêu bao nhiêu bảy à có cái này bao nhiêu cái này nghe vẻ âm một à ờ, nghe hợp lý đấy nhỉ bảy âm một được không bảy âm một đúng không thể sai được bây giờ chúng ta còn một số cậu số sần lắm thế nhỉ xóa nhá thầy bắt đầu xóa bên này đây xóa đấy đúng tổng ôn có khác lắm bài quá chưa cả lớp có phải làm đề cương không có thấy nhiều câu không có bạn nào sợ làm đề cương không đây chính là thế này là thầy chữa cho em đề cương luôn còn gì nữa khỏi học nào ma bằng bốn bây giờ bài toán tìm điểm nào bây giờ ơ nhưng mà điểm m lấy ở đâu ấy nhỉ chết 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 em thân mến ơ thầy có cho em điểm m thuộc ở đâu đâu nhỉ Bây giờ thầy phải cho điểm M thuộc ở đâu chứ Các em có thấy là đề của thầy Thầy cho chỗ này thiếu không Có bạn nào làm chưa Ha ha <laughs> Ở đây thầy thiếu rồi rồi Chết rồi thiếu rồi Điểm M thầy không nói nó thuộc ở đâu Thì làm sao mà em tham số hóa tọa độ được Quên mất thiếu một dòng rồi Tìm điểm M thuộc trục OX nhé Người ta hay cho thuộc một trục nào đó cho là dễ làm ở lớp ghi bổ sung Tìm điểm M thuộc trên trục OX để MA bằng 4. Và chỗ này tìm điểm N, thầy sẽ cho thuộc trục OI cho dễ làm bài nhé. nên nó phải cho thuộc trên một trục nào đó chứ nó không thì làm nó khó lắm. Rồi, bổ sung. Rồi, ok. M thuộc trục OX còn N thuộc trục OI, thỏa mãn điều này. Rồi bây giờ xin mời làm bài. Quên mất không cho thuộc ở đâu thì làm sao mà gọi ra được nhỉ? Nào, bắt đầu. Câu uh, D. Rồi cộng thứ nhất M thuộc trục hoành OX Thì M sẽ phải có tọa độ là A0 nào đó Nó chỉ có hoành độ X thôi Nó không có tung độ Y Tung độ Y bằng 0 Nhớ như thế MA A bằng 4 MA bằng 4 Thì bình phương hay vế lên MA bình sẽ bằng 16 Tại sao bình? Mình thích thì mình bình thôi Mình thích thì mình bình thôi Có gì nữa Mình thích thì mình bình thôi Hiểu không? Nào bây giờ mà a bình lên bình phương lên để mất căn đi mà, cho nó nhanh đi mà. Ừ. Bắt đầu. A trừ mấy nhỉ? Nào bây giờ MA thì các em sẽ lấy um, hai bọn này trừ đi nhau bình phương như A đây là 1. Như vậy là a 1. A 1 hay 1 a nó cũng thế bình phương. Cộng 0 2 0 đấy. 2 0 tức là 2 bình bằng 16 các lớp hiểu chưa? Rồi tính khoảng cách bình phương lên rồi nó mất căn rồi chứ mọi khi khoảng cách là có căn mà thế bây giờ mình bình lên thế này thì là thông minh nhất này thì đỡ phải viết cái căn nên đỡ tốn vào dòng không? như vậy chúng ta sẽ chỉ còn có a bình a trừ một tất bình bằng 16 trừ đi bao nhiêu đi nhỉ trừ đi 4 16 trừ 4 là còn 12 chia hai trường hợp ra bạn nào thích phân tích hẳn thức thì bấm mé thoải mái còn ở đây thầy chia luôn hai trường hợp ra cho nó nhanh nhé như vậy là căn 12 2 căn 3 thì phải, phải 2 căn 3 Và một cái là Âm 2 căn 3 Các bạn hiểu ý của thầy không? Đó, thế là xong Các bạn nào thích bấm đi bấm Xong rồi Đấy, như vậy là em sẽ tìm được ra ngay tọa độ của điểm à, uh, Điểm M cần tìm Thầy xóa một số cái chỗ này nhé Đó. MA bằng 4 là xong rồi xóa chỗ này cứ lớp nào bình tĩnh nhá là bình tĩnh <laughs> từ đây chúng ta sẽ có ngay được hai cái đáp số a bằng 2 căn 3 cái gì kia cộng 1 à và một cái là âm 2 căn 3 cộng 1. Rồi, vậy từ đây chúng ta sẽ có hai điểm M1 và M2. Viết thế này giống thầy nhé. 2 căn 3 cộng 1 chấm phẩy 0 trừ 2 căn 3 cũng cộng 1 chấm phẩy 0. Rồi, bài toán có hai điểm M thỏa mãn. Bây giờ tương tự có làm được câu E không? Điểm N thuộc OI thì tọa độ của nó N sẽ là không gì ấy nhỉ? không b nào đó thế là nó chỉ có y thôi còn x cho bằng không không b nào đó đi cho nó dễ được không rồi bây giờ cách đều là thế nào cách đều bc có nghĩa là na bằng nb gọi là cách đều cái gì à nhầm nb bằng nc chứ sorry nb bằng nc thế thì lại bình phương hay vế lên nb bình bằng nc bình là xong cái gì ok bây giờ có làm được không nhỉ làm được đúng không làm tiếp nhá nào NB tức ừu toàn không này. 0 uh, trừ, trừ -2 như vậy là thành 2 rồi, 2 bình bình luôn. Cộng với b trừ 3 b trừ 3 bình luôn. Bên này NC 0 4 tức là 4 bình luôn. Gì nữa? cộng với B B trừ 0 B trừ 0 tức là B bình Rồi ok Cả lớp xem thầy viết đúng không? Đúng chưa? Đúng rồi đúng không? Sai làm sao được nữa Đúng không? Đó Chuyển được không? Có, có gì thắc mắc không? Không trừ 4 rồi Âm hay dương không quan trọng Bình phương lên như nhau cả thôi cả lớp ạ ừ, Nhớ như thế Rồi bây giờ phân tích tung tóe chỗ này ra 4 cộng với B bình trừ 6B cộng 9. Còn chỗ này thì là 16 cộng B bình. Như vậy, hai vế cùng có B bình rồi, bỏ luôn. Và kết quả sẽ chỉ còn rất vui như sau. Nào, bao nhiêu? Trừ 6B bằng 4 cộng 9 là 13 Bên này là 16 16 13 còn 3 Thế thì B rất vui là âm 3 phần 6 Tức Âm 1 phần 2 mọi người có giải ra âm 1 phần 2 không? Chuẩn chính xác rồi Hay quá Điểm N Không Âm 1 phần 2 Bài này chỉ cần chỉ tìm ra một điểm N thỏa mãn thôi Đấy Tùy vào từng bài nhé Có bài tìm ra 2 Có bài ra 1 Thành công rồi He he Rồi mày quá Bây giờ chúng ta sẽ chỉ còn có hai câu này thôi Viết phương trình đường thẳng AB Một cái câu rất là quen thuộc nhé Lần này dùng luôn phương trình chính tắc được rồi nhá Lần này không thể nào sai được nữa Câu F Lần này thầy sẽ không tính vectơ nữa Mà thầy sẽ viết luôn phương trình chính tắc được rồi Theo đúng công thức lúc nãy thầy cho ghi Bây giờ thầy làm lại Trả qua lại bài trước ấy Là không viết ở dạng chính tắc Vì cái đuôi của nó Cái, cái mẫu của nó ra một không là không được Lần này là tắc luôn Phương trình chính tắc luôn Cho nhanh phương trình chính tắc của AB Em dùng cách này luôn 10 điểm Thầy luôn luôn chọn cách đơn giản ngắn nhất rồi Mà dễ hiểu rồi Em yên tâm mà đi theo cách này này Chứ không lúc nào cô nhất thiết cứ phải làm giống các bạn khác đâu Đừng lo Mình phải là có cái ý riêng của mình Chứ mình đừng có làm giống người ta hết Giống nó không hay lắm đâu Được chưa Rồi như vậy là x trừ xa Chọn A hay B đều được Nhưng thích chọn A cho đẹp X trừ 1 Trên xb trừ xa Tức là trừ 2 trừ 1 Thế là x chữ x0 trên vector chỉ phương ấy mà Có thể cho 3 ấy mà Phương trình chính tắc nó có dạng ấy rồi Phương trình chính tắc trên 3 Bằng y chữ 2 trên gì? 1 Đấy, viết ở dạng này cũng được Sau đó các em nhân chéo lên một phát là ra luôn Thế xong, đơn giản Viết ở dạng này cho nó ngắn Nhân chéo lên một phát như vậy là 1 nhân x chữ 1 Bằng chữ 3y cộng 6 và bước cuối cùng là x cộng 3i trừ 7 bằng 0 rồi ai ra kết quả này đúng luôn 10 điểm đơn giản đỡ phải nhớ nhiều đó có phải đơn giản đúng không cuối cùng là viết phương trình đường thẳng D nào đó đây đi qua C vuông góc AB cái dạng mà dựng song song vuông góc là quá quen rồi làm rất nhiều rồi nhất là ở trong sách thì thấy là cái dạng ý là làm rất nhiều luôn dựng song song thì AB giữ nguyên chỉ có thay mỗi cái C đúng không nhỉ còn dựng vuông góc thì AB đổi thành trừ BA. Cái lớp ghi. Đường thẳng câu G, đường thẳng cần dựng tôi gọi là D. Đường thẳng D này sẽ đi qua C. Và vuông góc AB. Khi vuông góc với AB mà AB chúng ta vừa dựng được là 1,3. Thì tí nữa anh chàng này sẽ phải đổi thành trừ uh, 3,1 hoặc là 3, 1 cũng được. Vậy. Từ đó suy ra D2 chấm bắt buộc phải có dạng 1, 3 chuyển thành chứ 3, 1, 3 chứ 1 đi 3x 1y cộng C nhỏ nào đó bằng 0 Viết ở cái dạng này Sau đó các em sẽ thay cho thầy điểm uh, điểm C vào Điểm C 4, 0 vào Em thay hộ thầy điểm C vào đây Thay C vào là nhanh nhất Thay C vào 4 Như vậy là 3 x 4 là 12 Trừ đi 0 Và cộng C bằng 0 từ đó các em tìm ra được trắc nghiệm là thầy cũng hay làm thế này này nhanh, nhanh nhất c bằng âm 12 và từ đây chúng ta có được d cần tìm sẽ là 3 x trừ y trừ 12 bằng không đây ai làm ra kết quả thế này là chính xác rồi chúc mừng đấy nhẩm là nhanh nhất nhớ nhé khi dựng song song vuông góc thì chỉ cần nhẩm ra hai cái đầu xem là ab hay là trừ ba sau đó tìm nốt cái c cách này là nhanh nhất không cần phải chỉ phương chỉ phập với cái gì đỡ đau đầu nhiều khi nhớ công thức là một chuyện thôi nhưng mà làm như thế nào ra kết quả là quyền của mình phải nhớ là như thế đấy mới gọi là cái 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 linh hoạt nhất khi học chứ không phải là cứ phải áp dụng đúng công thức nào vào là ra đâu cả lớp hiểu không thầy dặn như thế nào phải làm theo như thế nhé thì em sẽ thấy là về sau rất đơn giản ngắn gọn bao nhiêu câu nọ thế thôi chứ nó không không bị ảnh hưởng bởi mấy cái quả cứ mình mới cứ làm theo mẫu nhiều khi mình cũng 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 đau đầu đấy được chưa cứ làm theo thầy dặn như thế này thế là xong có hiểu không nhỉ thế là xong đây là kinh nghiệm rồi, cứ làm theo thế. Nhưng kể cả trách nhiệm cũng làm như thế luôn. Cách này là thầy đã dạy cho như thế này là kể cả trách nghiệm với tự luận làm được hết. Được chưa nhỉ? Mà nó đều nhanh hết. Được chưa? Thầy làm chắc chắn nó không giống em nào đâu. Bạn nào trả qua là hay xem các bài của thầy thì chúng ta mới có cách làm khác. Còn thông thường em đừng có làm giống người ta. Làm giống người ta không hay lắm đâu. Thầy thấy làm mãi một kiểu chán lắm. tại sao mình không nghĩ kiểu khác đi? Hoặc là nghĩ ra thêm các cái khác đi phải hay không? Được chưa nhỉ? Chứ nghĩ ra làm một kiểu giống người ta là nó không hay đâu. Nhớ như thế. Thế phải có cái sáng tạo thêm là như thế. Có hiểu không nhỉ? Đó, cái sáng tạo thêm bây giờ hay hơn. Phù. Cuối cùng thì mình cũng đã kết thúc, thành công xong cái bài tập số 4 ở đây. Một bài tập rất là tổng hợp và rất là quan trọng. Cảm lớp lưu ý nhé. Đó. Được chưa? Đáng nhẽ thầy định cho ít câu thôi, nhưng mà thôi, đằng nào cũng giống như ôn tập chữa đề cương rồi, nên là cho tất cả những câu nào mà có thể uh, hay rơi vào, thì em phải lưu ý, làm cẩn thận giúp thầy nhé. Đó. <laughs> Này em không trúng được nữa thì thôi, ấy, còn cái gì nữa được chưa? Rồi như vậy là kết thúc xong bài tập số 4. Bây giờ ta chuyển qua bài tập số 5. Bài số 5 nào, các lớp. <laughs> Nào để xem nào xem có cái, cái kiểu dạng gì hay hỏi nữa nào Cả lớp có thấy kiểu dạng gì hay hỏi nữa nào Bài số 5 ừ, Để xem có cái kiểu dạng gì người ta hay hỏi nữa nào Viết nốt cho vui nào Bài số 5 rồi Cho đường thẳng delta 2 chấm có phương trình 3x cộng 4y Được chưa nhỉ? Đó, trừ 7 bằng 0 Câu A được chưa viết phương trình tham số đây cho tổng quát rồi đúng không viết phương trình tham số của delta rồi ok câu b tính khoảng cách câu này vui đấy đây là một số cái ý phụ liên quan đến cái cái cái, cái đường thẳng này khoảng cách đúng không ừ. tính khoảng cách từ điểm uh, Ờ, cho luôn điểm O cho dễ nhá. Điểm O đến đường thẳng delta bằng bao nhiêu? Thực ra có thể cho điểm khác nhưng thôi cho điểm O không không tính cho nó dễ. Còn bạn nào thích điểm khác thì tính thôi, thế thôi. Tính khoảng cách từ O đến delta. C. Xét vị trí tương đối của đường thẳng delta trên với một đường thẳng khác có tên là delta phẩy. Được chưa nhỉ? Đó, có phương trình ở đây thầy sẽ không cho cùng dạng tổng quát đâu nhé vì dạng tổng quát thì các lập tỉ số phát ra luôn tại vì dạng tổng quát ấy, thì nó rất giống cái bài hệ phương trình hồi lớp hồi lớp, 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 9 à cái gì mà a trên a phẩy bằng b trên b phẩy cái dạng ấy nhìn phát biết ngay nên thầy sẽ cố tình cho thành một cái dạng khác dạng tham số ở đây để cho nó uh, 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 vui hơn được chưa y bằng 1 cộng t y bằng x bằng 1 cộng t y bằng 2 trừ t à đâu nhầm mình phải cho một cái gì đó nó nguy hiểm hơn nữa nhỉ? Từ từ. À đây, 1 cộng 3t. À bắt đầu 1. Một đường 1 cộng 3t, 2 cộng 4t, đó, phải thế này mới vui. Rồi ok. D. Đây là xét vị trí tương đối nhá. Mỗi bài dạng có nhất một câu trong này. À, xong. Ồm ầm ầm ầm. À tính góc tạo bởi hai đường thẳng vừa có đó là delta và delta phẩy luôn à rồi hãy tính góc tạo bởi hai đường thẳng này đây là trong phần vị trí tương đối à e bài toán tiếp theo là tìm điểm m tìm điểm m thuộc trên uh, delta thỏa mãn sao cho om bằng 5, rồi bài toán khoảng cách tiếp theo nhé tìm m thuộc delta à không 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 cho om đấy lúc nãy om làm chán rồi om có nên làm om không nhỉ om lúc nãy vừa làm lúc nãy xong căn bậc hai cái gì gì đấy. không bây giờ phải cho cái khoảng cách cơ khoảng cách từ m tìm m thuộc delta sao cho om thôi, thôi cho om bằng năm cho nó nhanh đi cái dạng này quen rồi làm rất dễ <laughs> vì khoảng cách có ở đây rồi thôi om bằng năm f tìm hình chiếu vuông góc chắc chắn không quên được rồi bài dạng bài toán này. Thì kiểu gì hình chiếu vuông góc. Tìm hình chiếu vuông góc. Được chưa? Tìm hình chiếu vuông góc của điểm A 11 một một trên delta và câu cuối cùng sẽ là g tìm điểm đối xứng, không thể nào sai được rồi, tìm điểm đối xứng của A qua delta rồi. Thế chắc chắn luôn những cái dạng còn lại phải là dạng này nốt cái đống này nữa là thôi là đảm bảo là không còn cái gì để học nữa quá đủ một loạt các ý đang xét đến ở đây đó là các bài toán liên quan đến khoảng cách vị trí tương đối góc và bài toán hình chiếu điểm đối xứng đây là điều chắc chắn có trong thi không chưa năm nào không có cả các em phải lưu ý đấy nốt cái này là coi như là không có cái gì để học nữa đấy chốt luôn thầy khẳng định luôn với kinh nghiệm ra đề của thầy chỉ cần làm được bài này thành thạo nữa thôi là 10 được chưa? Nào, ta còn nhớ cái khoảng cách và vị trí tương đối chứ. Nhớ được nốt cái này là coi như là ổn này. Bắt đầu, bắt đầu, bắt đầu. Cả lớp bình tĩnh nhá, để giải này, bình tĩnh. Trong quá trình làm các em nhớ tập trung để ý theo thầy nhá, xem thầy có nhỡ sai chỗ nào nhắc cho thầy nhá. Không lại về sau lại lại đến khi giải xong rồi lại ú ú ớ ớ là chết. Đấy. Đây, người ta cho em dạng này gọi là dạng phương trình tổng quát đúng không? Bây giờ các em phải viết dạng tham số đây là chuyển đổi phương trình như gì? Làm được đúng không? Làm được. Làm thế nào cho nó nhanh nhỉ? Nào mình sẽ chuyển từ cái 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 pháp tuyến kia mình chuyển thành chỉ gì ấy nhỉ? Chỉ phương chỉ phập gì nhỉ? Đổi đổi đi. Bài toán có rất nhiều cách. Em có thể đổi từ pháp tuyến sang chỉ phương hoặc là em chỉ cần cho một trong hai người x hoặc y này em cho một người nào đó là t rồi em biểu diễn người còn lại theo t là coi như hai người cùng được tham số hóa theo t. Có điều là nó hơi xấu thôi. Được chưa? Nào. Cách 1, ghi cách 1 có rất nhiều cách luôn. Cách 1 đó là đầu tiên ta sẽ có được vector pháp tuyến của delta. Chúng ta đọc được ngay là 3 4. Thì suy ra chỉ phương gọi là u delta phải là -4 3 hoặc là 4 3 cũng được, thường người ta sẽ cất dấu trừ về sau để cho nó dễ làm. Và em lại lấy cho thầy một điểm nào đó em lại phải lấy cho thầy một điểm uh, cái khỉ gì ấy nhỉ lấy một cái điểm uh, y nào đó trên delta thì mới chuyển đổi được phương trình chứ à các em chọn điểm nào cho nó đẹp nhỉ chọn điểm nào cho đẹp cái kỹ năng chọn điểm nó cũng phải khéo nhá để xem lấy một điểm nào đó trên này thì mới dựng lại chứ à cho x bằng một được không thực ra là có thể cho x hoặc y bằng không nhưng mà nếu mà cho x y bằng không thì đều xấu số đúng không nếu mà cho x bằng không thì y bằng bảy phần tư à hơi hơi xấu Thế thầy quyết định là trong trường này mình sẽ cho x bằng 1 Khi mình cho x bằng 1 Thì y tự nhiên mình cũng sẽ thấy rất đẹp là cũng phải bằng 1 À hay quá Chú này, chỗ này mình phải rất là linh hoạt cả lớp nhé Cái cách cho điểm ấy. Cho x bằng 0 hay là 1 đều được Sẽ tự tìm ra y À như vậy chúng ta đã lấy được một điểm y nào đó Thuộc trên delta Vậy kết hợp hai yếu tố này Thì chúng ta sẽ viết được phương trình tham số của delta Có dạng hoặc hệ X bằng 1 cộng 4T và Y bằng 1 trừ bánh mì 3T xong. Rất hay. Đó. Đây là cách một Cách này đơn giản nhất. Đó. Các em phải làm được. Cách thứ hai là nếu ta không sợ xấu thì thì ta chỉ cần cho một trong hai người x hoặc y là t ta tìm ra người còn lại cũng được cách thứ hai cho theo thầy thì mình có thể cho ai bằng là t cũng được ví dụ em có thể cho cho ai nhỉ? Ai cũng được Cho x là t đi Là nhanh nhất Cho x bằng t nào đó Thì phương trình sẽ có dạng 3t cộng 4 y 3t cộng 4y trừ 7 bằng 0. Từ đó ta chỉ cần rút được y ra. Y bằng 3 trừ 3t trên 4 đúng không? Đó, trừ 3T trên 4 cộng 7 phần 4. Đây, cũng được. Nhưng mà nó hơi hơi xấu tí thôi. Không sao. Vậy em sẽ viết được phương trình tham số. Đấy, em sẽ chép ra x bằng T và y bằng cái chết tiệt này này. Đấy, em có thể chép ra. Em thích viết ở dạng nào đều được điểm hết. Đấy, lớp hiểu cách của thầy nào không? Ừ. Ghi cho thầy hai cách để vào. Hiểu chưa? Nhưng mà thầy quyết định là mình sẽ chọn cái cách trên này đi cho nó số cho nó đẹp đẹp tí. Còn em viết dạng nào em vẫn 10 điểm về chỗ thầy đảm bảo luôn, em không phải lo. Miễn là chúng ta biểu diễn được hai người x và y này theo tham số t là được thì gọi là tham số thôi. Hiểu chưa? Đó, nhưng mà trả qua cái dạng này nó hơi bị xấu số, số một tí mình không thích thôi. Chứ thực ra nó như nhau cả. Rồi, đấy, như vậy là chúng ta xong cái ấy, xong cái phương trình tham số của nó ghi vào vở đi. Ừ. Cái này phải đúng, phải làm được. Tôi bắt đầu xóa nha, rồi bắt đầu hiểu rồi Bây giờ câu B luôn Tính khoảng cách là một câu cho điểm rồi Nên phải làm được Câu B Khoảng cách từ điểm O O là không không rồi, gốc tọa độ đúng không? Đến delta Đặc biệt là khi tính khoảng cách thì ta phải để ở dạng tổng quát rồi Đúng không? Công thức dạy cho ta là phải để ở dạng tổng quát Ở trên là trị tuyệt đối Ở dưới là căn Chúng ta viết cho thầy cái khung này trước Sau đó bắt đầu bỏ cái điểm O này vào delta cho thầy Tức là thay x bằng 0, y bằng 0 vào là xong 3 x 0 là 0, cộng 4 x 0 là 0, trừ 7 Trên căn bậc 2 của 3 bình cộng 4 bình đúng không? Công thức có rồi Thay số vào xem nào 7 phần 5 7 phần 5, chính xác rồi Lấy chỉ đối vào để cho khoảng cách không bị âm nhá Trên Tính ra âm vào đấy là thôi xuống âm phủ chết luôn đúng chưa thì ông phủ là thôi luôn đấy là khoảng cách rất đơn giản đó bây giờ chúng ta sẽ xét vị trí tương đối của delta và delta phẩy hai đường thẳng chỉ có thể song 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 cắt nhau hoặc trùng nhau Bình thường nếu như hai dạng này cùng là tổng quát thì cả lớp chỉ cần lập tỷ số là ra. Nhưng ở đây thầy cố tình cho một tổng quát một chỉ phương, cả lớp có làm được không? Được chưa? Một tổng quát một tham số thì liệu cả lớp có làm được không? Có hai cách làm Một là bạn đổi về cùng tổng quát đi Bạn để dạng này rồi này Được chưa? Đổi về cùng tổng quát đi Đã tổng quát thì phải cùng tổng quát Đã tham số thì lại phải cùng tham số các em ạ Đó, thật lại hay như thế Thì bây giờ em sẽ đổi về cùng ông nào Nó lại thế Thế thì rất là may ở bài này Là do thầy đã Tính cái chỉ phương U này rồi Thầy quyết định là dùng hai vector Chỉ phương Thế là được Dấu cộng thứ nhất U delta Tức là vector chỉ phương lúc nãy thầy vừa đổi rồi 4 chữ 3 À may thế Còn ốc này thầy lại có Chỉ phương của nó là 3 4 Đây là U delta phải Lý thuyết dạy cho ta Chỉ cần cùng chỉ phương hoặc cùng pháp tuyến là được Chứ không nhất thiết là cứ phải cùng pháp tuyến À như vậy ta sẽ lập tỉ số Là xong thôi ở đây không có cái số nào là số 0 Thế nên là lập tỉ số thoải mái Đúng không? Rồi 4 trên 3 Khác luôn Âm 3 trên 4 Vậy chắc chắn là chúng phải gì? Cắt nhau rồi Đúng không? Nếu mà tỷ lệ này bằng nhau Thì rất có thể là song song hoặc trùng Lúc đó phải xét sau đúng không? Còn đã khác nhau thì chỉ có cắt thôi Chắc chắn là cắt hết tuồng Rồi cắt nhau xong cho thầy hỏi, nếu người ta hỏi các em tìm tọa độ giao điểm chúng ta có làm được không? Tìm tọa độ giao điểm chúng ta có làm được không? Thì lúc đó chúng ta sẽ làm cho gì? Chúng ta chỉ cần thế trực tiếp cái T này vào cái XY này là chúng ta ra. Thế XY tức là thế delta phẩy vào delta là chúng ta sẽ tìm được cái tọa độ giao điểm đó. Chỗ này thầy dạy luôn. Như vậy, thế từ ông delta phẩy vào ông delta chúng ta có thế lẫn nhau ấy. 3 mở ngoặc x chính là 1 cộng bánh mì 3T. À rồi, đúng không? Cộng 4 mở ngoặc 2 cộng 4T. Rồi, trừ 7 bằng 0. Các em chỉ cần nhanh chóng giải ra T bằng bao nhiêu là em sẽ có được ngay y thì đấy gọi là cách tìm giao điểm. Bình thường là chúng ta hay bấm máy giải hệ đúng không? Nhưng mà trong trường có tham số này thì các em phải tìm T. Đấy Rồi bây giờ cả lớp bấm cho thầy đi là xong Cả lớp bấm cho thầy nha Bấm đi nha Xóa cách này nhá Xóa rồi này Cả lớp bấm hộ thầy là coi như xong thôi Đấy tập làm đi em sẽ thấy rất dễ Bắt đầu nhẩm Nào bắt đầu nhẩm này Nhìn vào đây Bao nhiêu ấy nhỉ? 3 cộng 9T 3 cộng 9T, đúng không? Cộng với 8, cộng 16T, đúng không? 16T trừ 7 bằng 0, tức là 9T cộng 16T là 25T, 3 cộng 8 là 11T. 11 trừ 7 11 trừ 7 mới nhiêu nhỉ Còn cộng 4 bằng 0 Rồi T bằng Âm 4 phần 25 Từ đây chúng ta tìm ra được Tọa độ giao điểm Tọa độ giao điểm này các em tìm ra được bao nhiêu Thầy cứ gọi điểm này là điểm mà uh, Điểm điểm với bản gì ấy nhỉ Điểm này mình cứ gọi là điểm uh, K nào đó Gọi K là giao điểm đi Gọi K là giao điểm của delta và delta phẩy Đấy ví dụ thế thì cả lớp đọc được điểm K bao nhiêu Đọc cho thầy nào Ôi nói chung là đẹp thì không không quan tâm nhá Tự tính nhá Chỗ này tự tính đi Được chưa Chỗ này em phải tự tính đi nhá Việc của em đấy Em chỉ cần thế cái cái tên này vào Vào cái chỗ này thôi Em không thế được thì thôi Em đúp Thầy chịu Được chưa cứ đó tự thay nhá Đây này một số bạn ra rồi này đó là 13, 25, 34, 25 Mọi người có ra không? 13, 25 13, 25 13, 25 34, 25 Các em xem có ra thế này không? Kiểm chứng lại hội thầy xem nào xem có ổn không? Nghe có vẻ được đấy nhỉ? Ôi sao lắm thế nhỉ? Còn tính góc nữa Trời ơi, nào tính góc tính góc nào lại phải tính thông qua cốt nhưng mà mọi người có nhận ra có một cái điều gì đang hay ho ở đây sẽ xảy ra cốt của góc tạo bởi delta delta phẩy ở đây mọi người sẽ dùng hai cái pháp tuyến hoặc là dùng hai cái chỉ phương cũng được thì ở đây mình quyết định là mình dùng luôn hay mình dùng cái cặp vectơ chỉ phương này luôn nhá ừ, cho nó dễ ơ ờ, em có nhận thấy điều gì không 3 x 4 là 12 cộng với 4 x âm 3 là âm 12 cộng lại bằng 0 ha <laughs> ha Vậy chắc chắn là nó phải gì? Vuông góc đỡ phải làm Đấy, đây là một cái rất là trắc nghiệm luôn Các em phải lưu ý Thế thì thôi đỡ phải cốt nữa nhá Đỡ phải tích vô hướng, tích độ dài Số nhầm ra biết ngay Do Là U delta Nhân U delta phẩy Kia kia nhân này 4, 3, 12, cộng âm 12 bằng hông Đấy, thế nên là vuông góc rồi Vuông góc nè Được chưa, chính vì vuông góc nên Góc giữa hai bọn này là 90 độ nha Góc giữa delta Delta phẩy bằng 90 Thế là xong Còn mọi khi là em phải dùng công thức này Thôi thầy ghi cho em công thức ra nhé Cốt của góc Tạo bởi delta delta phẩy Thì sẽ được tính bằng trị tuyệt đối U delta Nhân U delta phẩy Trên cho độ lớn Của U delta Nhân độ lớn U delta phẩy Ghi vào vở cho thầy vào Chị là đối tích vô hướng trên tích độ dài cơ Nhưng mà do là cái tử số này nó ra không rồi Thế nên là kiểu gì mà trả 90 độ Nhớ là góc dây đường thẳng này Thì cái cái góc này nó không ra quá 90 đâu Đi thi các em khoanh cẩn thận Đừng khoanh góc tù Tại vì nó đã có thêm cái chỉ đối ở trên tử này rồi Lưu ý Cái cốt của bài này nó khác cái cốt bài trước nhé Cốt của góc tạo bởi hai vector nó khác Mà góc tạo bởi hai đường thẳng thì nó có thêm cái trị đối này này Thế nên là cái cốt này không bao giờ tính ra âm được Đây là lý do cái góc của nó luôn luôn phải không quá 90 chỗ này cẩn thận đi đi thi để góc đây đường thẳng cậu chọn góc tù là thôi là tù luôn là là, là 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 tù luôn cái gì đấy đấy nó khác mỗi điểm này cái em lưu ý là người ta hỏi lý thuyết em khoanh cẩn thận là được còn ở đây do tính chất là nếu mà nhẩm nhanh là mình phải phát hiện được ra điều này trách nhiệm nó hay cho cái này lắm mình phát hiện được điều này ta hiểu vấn đề rồi đấy còn nốt ba câu này nữa thôi nào còn bài toán còn lại nữa thôi là coi như chúng ta xong vấn đề xong các vấn đề tôi bắt đầu xóa đây xóa chỗ này nhá nào hiểu chỗ này chưa hết sức lưu ý cẩn thận thầy đã dặn chỗ nào rồi mai thi nó sẽ xảy ra là sự thật em cứ nghe mà xem được chưa thầy đã chú ý thấy đã chú ý rất cẩn thận rồi cần nghe kỹ rồi nhá đó đây là kiến thức gốc của chúng ta này đó ừ. bây giờ tìm điểm m thuộc delta sao cho om bằng 5 các thân mến khi bài toán tìm điểm ấy thì chắc chắn là chúng ta phải tham số hóa tọa độ của nó rồi ở đây thầy không cho điểm m thuộc các trục ox oy nữa vì cái đó dễ rồi mà người ta sẽ hỏi là m thuộc delta thì em phải dùng cái phương trình tham số là chắc chắn rồi chết rồi thầy lại xóa mất cái dạng tham số lúc nãy của thầy rồi đâu rồi e dấu cộng thứ nhất m thuộc delta suy ra m sẽ có tọa độ mở ngoặc Hình như lúc nãy là 1 cộng 3T đúng không? 1 cộng 3T Chấm phải 2 cộng 4T Đây, đây gọi là tham số hóa tọa độ của M theo delta Bước 2 OM bằng 5 Tức là bình phương lên thầy dạy rồi OM bình bằng 25 Và tính khoảng cách OM thì người ta sẽ chỉ cần lấy ấy, Hoành độ bình cộng tung độ bình là xong tức là 1 cộng 3T bình phương cộng với 2 cộng 4T bình phương cả lớp giải thử hộ thầy xem rồi xem ra T bằng bao nhiêu bài này không biết có mấy nghiệm T ấy nào có giải được không giải đi giải đi cả lớp nhé giải đi chỗ này giải nào cho nhanh thì giải đi 9T bình cộng 6T cộng 1 cái này bao nhiêu đây? 16T bình 4 hay là 8 nhân đôi 16T cộng 4 bằng 25. Đúng rồi, không thể sai được. Cái lớp nhìn kỹ đi. 9 cộng 16, 25T bình. 6T cộng 16T là 22T. Đúng không? Thầy nhầm có sai không? Không đúng không? 1 cộng với 4 là 5. 5 trừ 25 là âm 20. Giờ không biết có đẹp không chả biết nữa. Thôi cái việc này đẹp hay xấu Cái này tại số Đẹp hay xấu là do số chứ không phải là do mình Số nó xấu thì kệ nó Được chưa? Số xấu kệ nó phải do mình Rồi cả lớp sẽ kiểu gì chắc là cũng sẽ giải ra T bằng mấy Từ khi có T rồi em sẽ thay vào đây Em sẽ có điểm M nhé Việc này thầy dành cho các em Vì chỗ này là em phải làm được Không làm được thì đúp Thế thôi nói ngắn gọn đơn giản Đấy, cái phương pháp là chính rồi Đây còn cái việc giải ra mấy giá trị T chỗ này thì không cần viết đẹp hay xấu bao nhiêu thay vào cái chỗ này là coi như là xong. Một số bạn đã bấm ra rồi, các em có thể tham khảo cái đáp án của các bạn ở dưới. Các bạn giải ra trừ -3 4. Có một điểm xấu và một điểm đẹp. Có thể thi trắc nghiệm người ta sẽ hỏi các em là uh, tìm được mấy điểm M thì em thường sẽ khoanh là hai nhưng nếu như đề người ta hỏi em là tìm điểm M có tọa độ nguyên chẳng hạn thì có thể các bạn thay vào các bạn sẽ thấy ra một cái là tọa độ đẹp là nguyên và một cái là phân số là hơi xấu thì lúc đó các em sẽ chọn là một điểm mờ thôi có tọa độ nguyên nói chung là khi đề bài người ta hỏi rất nhiều kiểu thì em phải tinh ý nhé ừ. không phải lúc nào nó cũng ra đẹp đâu sẽ có một có người nó cũng có người xấu thì đẹp Thế là tính ra kiểu gì cũng sẽ có một điểm xấu điểm đẹp là chuyện bình thường kiểu gì cũng sẽ có một điểm xấu điểm đẹp thôi thì đây là chuyện bình thường được chưa à đấy chỗ này phải tự làm và tự chịu trách nhiệm chưa? Vì chỗ này là bấm ABC là quá dễ rồi, xong. Đấy, thầy gợi ý cái phương hướng đi là như thế. Bây giờ chúng ta sẽ có hình chiếu, đây này cả lớp hết sức tập trung để ý vào bài hình chiếu và điểm đối xứng là câu hỏi chắc chắn rất hay hỏi ở trong đề thi. Điểm đối xứng. Hình chiếu và điểm đối xứng, chốt luôn. Chỗ này không thể sai được. Hình chiếu. Hình chiếu F nào điểm A sao thầy lại cho điểm A 11 nhỉ em thân mến ơn nhưng mà điểm A 11 thì có đâu không nhỉ điểm A thì A thuộc Delta thì chiếu nó chính nó à không được cả lớp phải đổi đề chỗ này cả lớp thân mến em sẽ không ghi 11 một một nữa em đổi đề cho thầy chỗ này nhé trong lúc nãy thầy ra đề thầy cho luôn điểm A này thuộc luôn là không được mọi người sẽ ghi cho thầy đề chỗ này là điểm A 10 đi cho nó dễ làm 10 là đúng hơn ừ, một không. Sửa đây là nghe của mình mà <laughs> Chứ một một là thêm vào đây là nó thuộc delta luôn đấy Điểm nào mà thuộc delta thì hình chiếu của nó là chính nó là còn tìm cái gì nữa Đúng không? Đúng chưa? Đấy Đấy, kỹ năng sửa đề đấy Hiểu chưa? Hiểu chưa? em sửa lại cho thầy đi Chứ không là, là A lại à, rơi vào chính nó là còn tìm nó cái gì nữa Thế Khác gì là lại ông tôi ở bụi này À, Thế khác gì là là mình luôn Cái lớp ghi 1 không bắt đầu làm bài đây là điểm A Nó phải không thuộc delta Thì bây giờ công việc của cái lớp là phải tìm H đây Hình chiếu đây Và điểm đối xứng A phẩy đây Rồi câu này là phải làm được nhiêu nhỉ Đó. Nhiều Nào bây giờ tìm điểm H có bao nhiêu cách Thầy lại có ít nhất hai cách cho các em Các em thích cách nào Ít nhất là hai cách Thậm chí thầy có thể có 3 cách Nhưng mà có, có điều là các em có thích học không Có hiểu không thôi chỉ có rất nhiều cách có thể làm được bài này đấy bây giờ quan trọng là các em có thích học không thôi chưa? các em chỉ biết mỗi một, một cách thôi chưa? nhưng mà có những bài toán nhá cách ý chưa chắc là làm được ra đâu đúng không nhỉ nó mình phải lựa lựa ra mình phải mở rộng vấn đề ra ít nhất là bài này phải có nhất ba cách đấy, đấy chưa bạn nào học được hẳn ba cách này mới được rồi là có làm được không cách một là gì cách một nào cách 1 Thôi là một cách thôi thì dạ giỏi rồi <laughs> Còn trả qua là mở mở mang thêm thì Biết đâu ấy trong một số bài toán khác nếu mà khó hơn Có khi cách này không làm được thì làm cách khác Hoặc là có khi làm cách khác mà cảm thấy nhanh Dễ hiểu đơn giản hơn hay sao à, Ví dụ thế có đấy. Cách một đơn giản nhất là gì cả lớp Nhìn vào đây ai cũng biết ngay cách một Đó là chúng ta sẽ phải dựng thêm một đường thẳng gì ấy nhỉ Đi qua A Và cắt Vuông góc với delta tại điểm H dựng vuông góc đi mà đúng không ta phải dựng một đường thẳng đi qua a cắt vuông góc với delta tại gì tại h sau tí nữa giải hệ phương trình cái này đơn giản truyền thống dễ hiểu nhất ai làm được hãy làm đi thế thì em phải dựng dựng vuông góc rồi thầy mời em dựng d qua a và vuông góc delta rồi, dựng nhanh này, nhín bảng này. Ông này đang là 3, 4. Thì cái ông D này phải là 4 trừ 3. Đúng lý thuyết là thế. À, vuông góc. Như vậy, 4X trừ 3Y cộng C bằng 0. Đấy, làm thế. Bây giờ, thay điểm A vào. Thay điểm A vào, làm theo thầy. Nhanh lắm, vừa nhanh mà còn vừa đúng thay điểm A vào A chết rồi, A bao nhiêu A? 1, 0 1, 4 x 1 là 4 Trừ đi 0 Cộng C bằng 0 Đố em biết C bằng mấy đấy C bằng Âm 4, nhanh chưa? Và từ đây chúng ta dựng được ra ngay D 2 chấm 4X Trừ 3Y Trừ 4 bằng 0 Đấy, nhanh chưa? Dựng theo cách này nhá, thống nhất từ đầu rồi. Đấy chưa? Đúng không? Đó, xong rồi. Từ khi dựng được cái này xong thì bắt đầu giải hệ là xong. Dựng được đường thẳng vuông góc, bây giờ cho cắt một phát là coi như xong. Ghi. Gọi H là hình chiếu vuông góc của của ai? Của A, lên đâu? Lên trên delta. Thì suy ra H chính là giao của delta và ai? D, D vừa dựng đấy. Rồi, tọa độ của H ghi câu này vào, tọa độ của H là nghiệm của hệ phương trình. Đấy, viết câu ý vào cho nó 10 điểm. Hệ phương trình chúng ta chép D và delta ra là xong. Tức là 3x cộng 4y bằng 7. Cái thứ hai, 4x trừ 3y bằng 4. Mọi người xem cái hệ của thầy đúng chưa? Rồi, công việc của em đây, lấy máy tính bấm giải hệ. Xong, bài toán lớp 9 nhá. Đó. Cách này đơn giản nhất, trực quan dễ hiểu nhất, được chưa? Nhưng phải làm nhanh. Mọi người có ra không? Thầy cho kết quả luôn, một số bạn đang đọc ra kết quả rồi này, thầy hy vọng là chúng ta làm được. Cả lớp có ra là 37 phần 25 không? 37, 25, 16, 25. Thành công rồi. Làm được chưa? Để còn sang cách 2 đây. Cách 2 thầy sẽ dạy cả lớp một cách khác nữa. Cách 2. Các sẽ sử dụng tích vô hướng. Em có công nhận với thầy một điều đó là AH vuông góc delta thì tích vô hướng của vector AH tích vô hướng của vector AH nhân vectơ chỉ phương tức là nhân vectơ u gì ấy nhỉ nhân vectơ u của delta hai bọn này vuông góc nhân lại bằng không dùng tích vô hướng cũng khá là hay ah nhân u delta phải bằng không đúng không vuông góc mà đây vectơ chỉ phương này chứ không đừng dùng pháp tuyến nhé pháp tuyến nó lại thành song song mất đây ah đây à, vuông góc với u delta thế thì dùng mối quan hệ này là em cũng sẽ làm được bài hay lắm. Đúng không? Đó. Rõ ràng là U Delta lúc nãy em có rồi. Lúc nãy em có U Delta là cái khỉ gì nhỉ? 4 4 chứ 3 gì? Ok. 4 gì 3 Ok. Như vậy là em sẽ gọi cho thầy cái điểm H ra. Điểm H lấy ở đâu? Điểm H lấy ở trên Delta này. Được chưa? Lấy ở chỗ phương trình tham số ấy. Đúng không? Ơ bạn nào đọc lại hộ thầy lúc nãy cái phương trình tham số của delta là gì ấy nhỉ? Thế rồi thầy xóa mất rồi. Thầy không không nhớ gì nữa rồi. H thuộc delta suy ra h có tọa độ 1 cộng cái gì ấy nhỉ? 1 cộng mấy t ấy nhỉ? Quên mất rồi. 1 cộng uh, Lúc nãy là bao nhiêu nhỉ? Bạn nào đọc lại hộ thầy lúc nãy cái, 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 cái delta lúc nãy thầy tham số xong rồi thầy quên mất rồi. Một cộng cái gì? Một cộng một trừ cái gì? À, hình 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 như là một cộng 4T đúng không? Và 1 trừ 3T phải không? Mọi người xem có phải lúc nãy là điểm H thầy tham số hóa tọa độ ra thì có phải là delta lúc nãy là thế này không? Thế, tại vì thầy xóa mất delta rồi. Delta từ đầu ấy. Đúng thế này chưa? Rồi, ok. Từ đây các em sẽ tính được vector AH vectơ AH thì các em sẽ lấy H chữ A điểm A 1 0 như vậy là em sẽ có ngay đó là em sẽ là có ngay đó là 1 cộng 4 T em trừ đi 1 à thế là 4 T ha ha hay quá rồi 1 chữ 3 T trừ đi 0 rồi không phải trừ như vậy là 1 chữ 3 T rồi thế còn U Delta ta đã có rồi đó là 4 chữ 3 Đấy, ghi vào đây U delta 4 trừ 3 Rồi, thì bây giờ em thay vào cái dòng này cho thầy Là em thành công Em thử làm theo cách này mà xem Cách này cũng quá hay luôn Em thử làm cách này xem nhé Xem nó có ra thế không Đó, cách này thầy cũng thấy hay Có hiểu chưa? Tức là ta sử dụng tích vô hướng Liên quan đến vuông góc Đấy, đấy gọi là định hướng số 2 Ta mở ra như thế Các bài khác về sau nếu có cái từ vuông góc cũng dùng Có thể dùng theo cái đó hiểu không? Rồi, mọi người giúp thầy nhân vào đi. ah nhân u delta ta gọi đây là phương trình sao. Thay vào sao, chúng thay vào sao, chúng tao quên chúng tôi được. Được chưa? Thay vào sao chúng tôi được Nào bắt đầu. Thay vào, thay vào, thay vào, thay vào. Bắt đầu chúng ta nhân hai cái này cho thay thôi, có gì đâu. 4 nhân 4T tức là 16T 4 x 4T là 16T Trừ 3 x 1 trừ 3T Trừ 3 x 1 trừ 3T Rồi bằng 0 Từ đó suy ra T bằng mấy Có T xong một cái là em tìm ra H cũng thành công lắm Được chưa? Bây giờ thầy nhân ra thử xem nào 16T trừ 3 Cộng 9T bằng 0 Tức là 16 cộng 9 là 25T 3 bằng 0 Cả nó sẽ giải ra được là T bằng Ơ mọi người có ra 3 phần 25 không? Có, có phải không nhỉ? Có phải 3 phần 25 không? Rồi, từ khi mà thầy có 3 phần 25 xong Thì thầy sẽ nhẩm ra điểm H Là thầy thành công rồi này 3 phần 25, bây giờ đợi thầy một tí Thầy bấm ra xem có đúng không Nào, như vậy bây giờ Thay vào cái chỗ điểm H này À, đây này. Đây điểm H đây. Thế là xong. Thế thì làm theo cách này thì rõ ràng là tìm hình chiếu vuông góc, nó cũng giống bài toán đưa về tìm một cái điểm bất kỳ trên một cái chỗ nào đó giống như là các bài trên. Đúng không? Cái lớp có thấy là thầy đã tham số hóa tọa độ của nó này. Tức là làm theo phương trình tham số ấy ở đấy thì tất cả các cái dạng này làm rất giống nhau. Kể cả hình chiếu vuông góc cũng được coi là như bài toán tìm điểm bình thường thôi. Nó giống các cái bài trên của thầy nên tự nhiên là các dạng nó rất là giống nhau luôn. Đấy, có hiểu không nhỉ? À Hiểu ý không? Tức là nó cùng một cách làm. Cùng một cách làm. Rất giống nhau. À. Rất là hay. Tôi bắt đầu bấm. 1 cộng 4 nhân T là 3 phần 25. Rồi. 37,25 37,25 Rồi. 1 chữ 3T 1 chữ 3T 16,25 rồi ta cùng đối chiếu hai cách. Đối chiếu nào. Đây. Đây, trời ơi, đúng rồi. 3725, 1625, đúng quá rồi. Trời ơi, hay quá. 10 điểm được chưa? 10 điểm, sao? Hay quá. Rồi, 10 điểm. Ha ha ha, vui quá. A ha. 10 điểm rất đơn giản. Đấy đúng chưa? Đúng rồi nhá. Đây nói có sách mấy có chứng nhá, rõ ràng luôn rồi. Được chưa? Mới điểm xong ha ha xong thành công rồi yeah, thành công rồi bây giờ chúng ta sẽ còn gợi ý cuối cùng thôi đó là điểm đối xứng cái điểm đối xứng này quá đơn giản chả có gì cả tìm ra hình chiếu h vuông góc rồi thì kiểu quái gì cũng tìm ra được nốt cái hình tìm tìm điểm đối xứng có cái gì đâu các em để ý trong trường hợp nếu khi mà a phẩy đối xứng với a qua delta thì lúc đó h là trung điểm em ghi gọi A phẩy là điểm đối xứng với A qua delta khi đó được chưa nhỉ tao có rồi tao có yeah. tao có lúc này rõ ràng h sẽ là trung điểm của A phẩy như vậy h bằng A cộng A phẩy chia đôi vậy từ đây chúng ta dễ dàng nhẩm ra được A phẩy bằng A phẩy bằng 2h trừ A rồi đóng khung vào về so điểm đối xứng chỉ cần nhớ luôn công thức giải nhanh này phát ra luôn. Rồi 2H chữ A em nhân lên xem phải đúng thế không? 2H chữ A bạn nào nhầm ra hộ thầy với thế là đi về xong. Đúng không? Thế là xong không có cái gì nữa đâu, đúng không? A phẩy 2H trừ A nhanh nhất. Đúng chưa? Rồi. Đấy, rồi, tiếp tục. Vậy xA phẩy bằng IA phẩy bằng thay số vào 2, chấm 2... chấm 3, 7, 2, 5 10, 6, 2, 5 Trừ, trừ Các em làm theo thầy nhé Thầy làm thế nào cứ thế làm theo Viết theo hàng dọc giống thầy này Chứ đừng có viết ngang một cái ra Tính tính với cái vector các kiểu này Trong tọa độ này nên viết theo kiểu nó tương ứng X, Y Hàng dọc ấy nó sẽ không bao giờ nhầm Nhớ chưa Điểm A lúc nãy là bao nhiêu 1, 0 à 1, 0 Đấy, viết thẳng hàng vào Tính ra kiểu gì cũng đúng Rồi Việc này thầy cho cả lớp tự đọc kết quả nốt nhá. Rồi xong. Đấy, viết thế này là xong. Các em thân mến, chúng ta đã hoàn thành xong uh, uh, gần như là đầy đủ tất cả các cái phần ôn uh, về cái, cái 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 hình này rồi. Đó. Đặc biệt là trong các cái bài toán về tam giác này về phần đường thẳng thì thầy đã hệ thống hóa cho chúng ta đầy đủ các cái bài tập cũng như là các cái phương pháp kỹ năng giải. Và các em cố gắng làm sao chúng ta hiểu được theo các cái cách hiểu của thầy. Được chưa nhỉ? Tốt nhất là em học theo thầy thì em cứ làm theo thầy thì và chúng ta cố làm sao chúng ta nghĩ ra được nhiều cách giải nhất có thể đấy và các cái vấn đề chỗ nào mà chúng chưa chưa rõ thì về ra xem lại một lần nữa rồi học cách chứng minh và làm sao ta nhớ được biến được từ kiến thức của thầy về thành kiến thức của mình đấy thầy tin tưởng rằng là nếu mà cứ làm theo được giống như là thầy thì chắc chắn là sẽ điểm cao 10 ngay đó cố gắng lên đấy rồi ok thầy hẹn gặp tất cả các bạn và các em uh, trong những uh, uh, bài giảng uh, lần sau được chưa xin thân ái chào các em chúc các em sẽ đạt được thật nhiều điểm cao các em nhé nhớ theo dõi các cái bài giảng của thầy thường xuyên các em xin chào